một ngày của phụ nữ luôn bắt đầu trước khi cả tiếng chuông báo thức reo. thanh huyền chở mình cô với tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại của mình sáu giờ kém năm phút cô lại dậy sớm hơn báo thức năm phút không biết báo thức sinh ra để đánh thức người hay người sinh ra để đánh thức báo thức nữa thanh huyền cố gắng ngồi dậy nhẹ nhàng nhất để không làm phiền đến giấc ngủ của chồng cô tắt báo thức đặt điện thoại lên tủ sau đó đứng dậy rời khỏi phòng ngủ không một tiếng động Cửa phòng ngủ vừa khép lại Thanh Huyền đã vội vã túm mái tóc dài lòa xòa Hai bên vai lại Cột nó tạm bỡ bằng chiếc dây chun Đã rão cả ra Luôn ở trên cổ tay Sau đó cô lao vào bếp Chuẩn bị bữa sáng Và bữa ăn trưa ở trường cho con trai 6 giờ 30 Bảo Long tỉnh dậy Bởi tiếng giao thớt của vợ Anh kiểm tra điện thoại Một vài tin nhắn đến chưa đọc không có cuộc gọi nhữ, anh trở mình bước ra khỏi phòng chào em buổi sáng tốt lành thanh huyền vẫn bận rộn với món ăn sáng hôm nay cô nấu súp nuôi rau củ với xương ống heo cho hai bố con chỉ mới vào bếp có một chút mà mồ hôi mẹ mồ hôi con đã đuổi trên trán huyền huyền nghe thấy tiếng chồng đáp qua loa vâng anh đánh thức con đi kiểm tra sách vở cho nó đừng để lại thiếu như hôm qua bảo long vuốt đầu cố xóa tan cơn buồn ngủ còn đọng lại trên mặt ậm ừ gật đầu rồi tiến đến phòng của con trai anh đứng trước cửa gõ ba tiếng giọng cao vút đầy nịnh nọt con trai của ba dậy thôi nào chừng nửa phút sau một cậu nhóc lên tám bước ra cậu bé ngái ngủ dụi mắt nhưng vẫn rất lễ phép con chào bố chúc bố buổi sáng tốt lành Bảo Long xoa đầu Rồi đẩy thằng bé cùng mình đi vào nhà vệ sinh Cảm ơn con Chúng ta đi đánh răng thôi Trong lúc thằng bé đang tẻ Anh lấy kem đánh răng cho hai bố con Bên ngoài Mùi đồ ăn bay vào thơm nức Tiếng xỉ xèo trên bếp Báo hiệu một bữa ăn nóng sốt xịn soạn Sau khi vệ sinh cá nhân xong Hai bố con đi thay đồ Con trai mặc đồng phục trường cấp 1 quốc tế Ông chồng đóng bộ xuôi lịch lãm màu xanh biển sẫm Bảo Long là một phó giám đốc marketing của một tập đoàn lớn. Anh vừa có vẻ ngoài lịch lãm, lại còn rất khéo giao tiếp. Sự nghiệp đang vô cùng phát triển. Ken ngồi vào bàn cùng bố, đang định mở miệng. Con chào mẹ. Thanh Huyền ngắt ngang lời con. Cô đặt hộp đồ ăn trưa, gồm ba tầng, cơm, thức ăn, trái cây xuống bàn. Trước mặt thằng bé và nói. Không được bỏ thừa đồ ăn nữa nhé, nếu mẹ còn nhìn thấy đồ ăn thừa trong hộp cơm của con mẹ sẽ cho con nhịn đói đừng nghĩ đến chuyện sẽ đổ nó vào thùng rác ở trường của con có camera đấy thằng bé mặt ỉu xìu đáp vâng ạ bảo long thấy con buồn lại thấy vợ mặt nghiêm nghị thì chẳng muốn nói thêm anh xoa đầu nghiêng qua nói thầm với con con đừng buồn bỏ thừa thức ăn là có tội lớn đấy con hãy nghe lời mẹ nhé vâng thưa bố Thanh Huyền bưng hai tô đồ ăn sáng ra cho chồng và con, rau thêm được bày biện trong các đĩa riêng, để cho chồng và con có thể tự ý lựa chọn thứ mình thích. Ba người cùng ngồi ăn sáng, ngoài tiếng húp xỉ sụp, tiếng đũa bát len keng ra, thì trong nhà chẳng còn âm thanh nào khác. Kết thúc bữa sáng, Thanh Huyền cầm cặp cho Ken để nó tự mình đi giày. Bảo Long thấy con đi khó khăn nên định cúi xuống làm giúp, cô liền ngăn. Anh để con tự làm, đến đi giày cũng không làm được thì sao mà có thể trở thành một người có ích?" Bảo Long nói. "Em à, nó chỉ mới là một đứa trẻ thôi mà." Thanh Huyền đáp. "Nó đã lớp 2 rồi, không phải mẫu giáo, anh đừng có chiều hư con." Trong khi hai vợ chồng nói chuyện, thì thằng bé đã đi giày xong, nó tự lấy cặp trên tay mẹ rồi đeo vào, ngoan ngoãn khoanh tay trước mẹ. Thưa mẹ con đi học ạ à. Thanh Huyền gật đầu Đôi môi cô mỉm cười dịu dàng Ừ nhớ học cho tốt đấy nhé Bảo Long ôm vợ Cô cũng ôm anh Anh làm việc tốt nhé Hôm nay Ken có tiết học đàn Anh đừng quên nhé Bảo Long đáp Ừ anh nhớ rồi Bố con anh đi đây Thanh Huyền đứng nhìn hai bố con đi vào thang máy Rồi mới trở ngược vào nhà Căn nhà này sao hôm nay lại rộng hơn hôm qua nhỉ? Cô thở dài, cảm thấy bản thân như chưa được nghỉ ngơi vậy. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Thanh Huyền lao vào công việc bình thường của các bà nội trợ vẫn làm. Dọn dẹp nhà bếp, lau nhà, giặt quần áo, phơi đồ, gấp đồ, ủi đồ, trà toilet, lau bụi, lau cửa kính, đi chợ, nấu ăn. Nhoáng một cái, khi Huyền chỉ mới vừa đặt mông ngồi xuống để uống một cốc nước thì đã thấy bữa tối cận kề cô sở lên đầu cái buộc tóc đã lỏng lẻo muốn trôi khỏi mái tóc dài của cô hình như có một con quái vật nào đó đang ăn mòn thời gian của cô cô còn chưa thấy bản thân làm gì cả thì đã hết ngày cô chỉ mới ngồi nghỉ có một chốc mà đã lại phải đứng lên nấu bữa tối cho chồng rồi bảy giờ ba mươi tối hai bố con bảo long mới về thanh huyền mang cặp cất cho con tranh thủ kiểm tra qua bài vở của nó xem thế nào trong khi hai bố con đang đi rửa chân tay để ngồi vào bàn ăn tối bữa ăn tối lại diễn ra trong yên tĩnh nếu huyền không hỏi thì cũng chẳng có ai lên tiếng huyền hỏi hôm nay công việc anh thế nào chồng đáp vẫn ổn như mọi khi huyền quay sang con trai ở trường của con thế nào kèn nuốt cơm rồi đáp bình thường mẹ ạ chẳng ai hỏi cô thế nào ba người lại tiếp tục yên lặng sau bữa tối hai bố con tắm với nhau vui vẻ cô nghe thấy họ đùa nhau hi ha trong nhà tắm mà cũng vui lây huyền mở hộp cơm trưa của con ra xem nó đã rất nghe lời ăn sạch sẽ đứng dưới vỏi nước ấm thanh huyền hưởng thụ sự thư giãn và tự do khi bản thân được hoàn toàn thả lỏng cả một ngày dài điều mà thanh huyền thích nhất có lẽ là giây phút này sau khi hôn chúc ngủ ngon con trai Cô trở về phòng ngủ Bảo Long đang ngồi ở đầu giường đọc sách Cô lại tủ đầu giường Lấy một viên thuốc trong một chiếc vỉ thật dài ra uống Bảo Long không rời mắt khỏi cuốn sách Anh hỏi Em vẫn uống thuốc ngừa mỗi ngày à? Thanh Huyền nuốt viên thuốc xuống Bình thản leo lên giường Ngồi sát vào người chồng cho ấm Cô đáp Vâng, thuốc này uống mỗi ngày mà Rất tốt cho phụ nữ có thể cải thiện nội tiết tố Bảo Long gấp sách Tắt đèn Anh choàng tay qua ôm vợ Anh hôn lên chán vợ Rồi xiết cô ấy vào vòng tay Thanh Huyền thư giãn rụi mặt vào ngực chồng Cô cũng luồn tay qua chiếc eo chắc nịch của anh siết chặt một vòng Hương thơm từ vợ Làm Bảo Long không kìm được lại hôn Nụ hôn giải rác lên chán Má, cằm, cổ Rồi ngực Thanh Huyền Bảo Long như người nhẹ một cái Đã nằm trên vợ Hai người hôn nhau một hơi dài đầy luyến ái Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng Thân thể cường tráng hoàn mỹ Của người chồng Vẫn khiến Thanh Huyền mê mẩn đầu óc Cô nằm dưới thân anh Tay siết chặt bàn tay anh Hồng mở rộng Đón nhận những cơn sóng tình dồn dập Từ người chồng Tào Khang Bảo Long dùng một tay Khóa cả hai cổ tay của Thanh Huyền trên đầu Tay còn lại ra theo đường cong cơ thể nuột nà của người vợ, xoa bóp núi đôi, luồn xuống bên dưới mông, nắn bóp quả đào. Thanh Huyền sảng khoái, ưỡn người tận hưởng. Cuộc giao hoan hòa hợp với âm thanh kích thích phát ra từ cả đôi bên. Cao trào diễn ra chậm rãi. 30 phút sau, Bảo Long mới để vợ nghỉ. Sau khi lau sạch hiện trường, Thanh Huyền gối đầu lên cánh tay chồng. Bảo Long hôn lên trán cô rồi nói thầm Hai từ mai em đừng uống thuốc nữa Chúng ta có thêm một đứa con có được không? Thanh Huyền lim di mắt Cô đã thấm mệt vì một ngày dài làm việc Lại còn bị anh phát kiệt sức trên giường Cô đáp Không được Em không muốn sinh con nữa Sinh con rất đau đớn Em sợ lắm Với cả chúng ta có Ken là đủ rồi Chúng ta cần nuôi thằng bé tốt nhất có thể Bảo Long không nói nữa Chỉ len lén thở ra một cách buồn sầu Thanh Huyền đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào? Mỗi ngày của Thanh Huyền đều cứ thế chậm rãi trôi qua. Cô có một người chồng giỏi giang, thương vợ, yêu con, có một cậu con trai thông minh, ngoan ngoãn. Thanh Huyền đảm đang, chịu khó, chiều chồng thương con. Đối với bất cứ người nào đã từng gặp gia đình cô đều phải ngưỡng mộ và ghen tị. Kết hôn đã 9 năm, hai vợ chồng chưa từng cãi cọ. Gia đình của Thanh Huyền là một trong những gia đình kiểu mẫu nhất hạnh phúc nhất mà ai cũng ước ao. Thế nhưng Thanh Huyền lại luôn có cảm giác bản thân lạc loài và cô đơn trong gia đình nhỏ này. Cô cứ cảm thấy bản thân không có sức sống. Cô vẫn đang là một người vợ, một người mẹ tốt theo công thức, chứ chẳng phải là đang sống theo ý mình. Cô luôn cố gắng làm hoàn hảo mọi thứ nhưng vẫn cảm thấy như chồng và con cô vẫn chẳng công nhận điều đó. Con trai cô, thằng bé Ken ngay cả giải bài tập nó cũng đợi bố chứ nhất quyết không nhờ vả cô dẫu cho bản thân đã hết sức cố gắng nhưng chẳng hiểu sao huyền vẫn cảm thấy thiếu thốn và cô đơn buổi sáng chủ nhật thanh huyền không phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho chồng nên cô không báo thức thế nhưng cô vẫn dậy theo thói quen vừa mở cửa phòng ra thì thấy bảo long và ken đeo ba lô chuẩn bị ra ngoài nhìn hai bố con mặc áo thun quần lửng thế kia hẳn là đi chơi thanh huyền thắc mắc anh và ken đi đâu vậy ken có vẻ hơi căng thẳng mắt nhìn mẹ không dứt bảo long sau một thoáng bối rối vì cô dậy đúng lúc quá thì cười nói à anh đưa ken đi câu cá bọn anh sẽ đi chơi tối mới về em ở nhà tự ăn uống một mình đi nhé thanh huyền vui vẻ nói hai người đi chơi mà không rủ em sao vậy đợi em một chút em thay đồ rồi chúng ta cùng đi Thanh Huyền định trở vào phòng ngủ Thì Bảo Long nói lớn ấy thôi Thôi em cứ ở nhà đi Hôm nay bố con anh lỡ có giao kèo hẹn hò riêng với nhau rồi Hay là để tuần sau Cả nhà mình đi nhé Thanh Huyền hụt hẫng ra mặt Nhưng cô vẫn phải gượng cười Vậy, vậy cũng được Nghe cô nói thế Thằng bé Ken liền tươi tỉnh trở lại Nó cười tươi Vui vẻ cúi đầu chào Con chào mẹ con đi Bảo Long cũng gượng gạo với vợ Bố con anh đi nhé Cánh cửa đóng sầm lại Âm thanh rội mạnh vào tim Thanh Huyền Đau nhói Cô thở dài Sự tủi thân dâng lên cay xẻ mắt Cô chỉ mong là bản thân đang tự huyễn hoặc mình Với ý nghĩ cô đang bị chồng Và con cho ra rìa Thanh Huyền lưỡng thững đi lại bếp Hai bố con họ Đã tự nấu mì ăn sáng Trên bếp ngổn ngang vỏ Và vụn mì tôm Vỏ trứng và cả hộp sữa tươi lấy từ tủ lạnh ra cũng không cất vào thanh huyền chán ngán thở dài cô cắn môi cảm thấy tức giận mà chẳng biết vì sao cô quay lại phòng ngủ chùm chăn trốn tránh thế gian thanh huyền đánh thêm một giấc thì cũng đến gần trưa cô trở mình dậy khi bụng đã réo ỏng ọc không thể chấp nhận bản thân quá bầy hầy cô không muốn trở thành một bà nội trợ luộm thuộm và thảm hại nên vội vàng đi tắm thế nhưng tắm cũng chẳng làm tâm trạng của thanh huyền tốt lên bao nhiêu cô vào bếp dọn dẹp bãi chiến trường do chồng để lại rồi mở tủ lạnh tìm món gì đó có thể nấu ăn liền thế nhưng thật hài hước tủ lạnh lại chẳng có gì ăn được ngay cả cô tức giận đóng mạnh tủ lạnh lại cầm hộp sữa đang dừng ở bếp ném mạnh vào tường sữa văng tung tóe ra nhà thanh huyền hét lên bất lực cô gạt độ đám chai lọ gia vị trên bếp sau đó nắm được gì thì ném đó cuối cùng cô nắm phải một con dao tay cô bị cắt một đường mỏng nhưng máu chảy nhiều thanh huyền nắm chặt bàn tay đang chảy máu của mình bất lực ngồi thụp xuống nền nhà mà bật khóc nước nở có phải cô đã phát điên rồi không mọi thứ vẫn ổn nhưng cô lại chẳng thấy nó ổn một chút nào sau khi dọn dẹp lại đống đổ nát mà mình phát tiết ra thì thanh huyền thay đồ và đi chợ hôm nay trời khá mát mẻ nên cô quyết định đi bộ cho thoải mái cô cho rằng bản thân vì ở trong nhà quá lâu nên mới trở nên cáu bản như vậy có lẽ cô nên làm cách nào đó để siêng năng ra ngoài hơn mới được trong trung tâm thương mại thanh huyền vừa ngồi ăn món mì ý của cửa hàng ăn nhanh vừa ngắm nhìn một gia đình nhỏ bên cạnh đang cùng nhau ăn uống rất vui cô không thường để chồng và con đi ăn ngoài như vậy vì sợ đồ ăn không đảm bảo với cả đồ ăn ngoài làm sao ngon bằng cô nấu được điển hình như món mì ý sốt bỏ bằm mà cô đang ăn nó thật sự khó nuốt nhìn gia đình nọ cô lại cảm thấy ghen tị đã từ rất lâu rồi cô chẳng thấy hai bố con họ cười nói với cô là tại vì họ ghét cô sao cô đã làm gì có lỗi với họ chứ ở nhà chăm chỉ làm việc nhà chăm sóc họ từ đầu đến chân vậy còn chưa đủ hay sao Họ còn muốn cô phải làm sao nữa mới vừa lòng Càng nghĩ càng thấy khó chịu Thanh Huyền bỏ lại đĩa mì ý Mới ăn được một phần ba Rồi rời đi Hai tay hai túi đổ lớn Thanh Huyền bước đi như cái xác không hồn Chỉ còn một chút nữa là về đến nhà Vậy mà trời lại đột nhiên đổ cơn mưa Thanh Huyền sực tỉnh Nhìn xung quanh rồi chạy vội vào Một quán nhỏ ven đường để trú mưa Đến cả ông trời Cũng muốn chống đối cô đây mà Rõ ràng là trời đang nắng to, tại sao lại đổ mưa lớn như vậy chứ? Làm cô ướt men từ đầu tới chân. Bỗng có giọng nam trầm ngọt ngào vang lên. Chị ơi, mưa lớn lắm. Chị vào trong này ngồi, kẻo bị hắt nước à? Thanh Huyền ngoảnh mặt nhìn qua. Trước mặt cô, một chàng trai trẻ trung, cao lớn và điển trai đang mỉm cười. Một cơn gió thổi qua khiến cô dùng mình ớn lạnh chàng trai thấy thế thì liền giành lấy hai túi thức ăn của cô mang vào trong sau đó anh ta chui vào nhà thanh huyền run lên vì lạnh cô miễn cưỡng bước vào ngồi xuống ghế ở quầy ba đưa mắt nhìn xung quanh quán đây là một quán cà phê diện tích khá nhỏ có lẽ nó mới mở nên trong ký ức cô chẳng nhớ nổi nó xuất hiện từ bao giờ không gian bày biện đơn giản với tường trắng bàn ghế gỗ và những bức ảnh đóng khung đậm chất thập niên 70. Quán nhỏ bán thuần cà phê, từ lúc bước vào đã có thể cảm nhận thật rõ mùi hương cà phê rang, mộc thơm lừng. Thanh Huyền hít lấy một hơi đầy, mùi hương ấm áp của cà phê khiến cô sảng khoái hơn rất nhiều. Chàng trai cuối cùng cũng trở ra, trên tay là một chiếc khăn trắng mới tinh, anh đưa cho cô. Chị lau người đi, đừng để nước dính vào người lại ốm, Khăn này em chưa dùng đâu, còn mới tinh." Thành Huyền vui vẻ nhận lấy, mỉm cười đáp, "Cảm ơn cậu." Cô đang vừa lau vừa ngắm qua quán xá một lúc nữa thì bất ngờ cậu trai lại kéo ghế ngồi ngay trước mặt cô. Cô đứng hình tròn mắt nhìn cậu ta. Cô còn chưa kịp hỏi gì thì cậu ta đã mở chiếc hộp y tế xuất hiện từ lúc nào trên bàn ra, lấy cồn xanh và cồn vàng ra. Cậu nhìn cô và nói, chị cho em mượn cái tay nó ướt rồi kìa lại còn thấm cả máu ra coi chừng nhiễm trùng đấy chị huyền lúc này mới xòe bàn tay phải của mình ra miếng gạc cô dán tạm trên vết thương đã ướt nhem và thấm máu trông thật đáng sợ cậu trai trẻ không chút ngại ngùng nắm lấy tay cô dịu dàng gỡ băng gạc cũ ra rồi dùng bông chấm cồn sơ cứu cho cô cồn xanh chạm vào da rát buốt khiến thanh huyền vô thức giật tay lại nhưng cậu trai trẻ vẫn kiên trì nắm chặt tay cô hơn một chút vừa bôi vừa chu môi thổi nhẹ mặt thanh huyền nóng bừng đã rất lâu rồi không có ai ga lăng với cô ngoài chồng cả nhưng những năm gần đây thì chồng cũng chẳng còn ga lăng với cô nữa mọi thứ cô đều tự mình xử lý anh ấy không bao giờ phải bận tâm đến cô cả vết thương trên tay được sơ cứu và băng lại một cách đẹp đẽ lúc này cậu trai trẻ mới ngẩng đầu lên mỉm cười xong rồi đó chị thanh huyền ấp úng đáp cảm ơn cậu hai người xa lạ ngồi bên nhau trong quán cà phê trời bên ngoài vẫn mưa như chút nước bên trong lại lặng yên đến ngượng ngùng bất ngờ cả hai cùng đồng thanh chị cậu vì sự trùng hợp này khiến cho cả hai bật cười bức tường khoảng cách vỡ tan giữ chảng cười hồn nhiên của họ Thái Tú kể về bản thân Anh là một chàng trai vui vẻ phóng khoáng Gia đình anh không quá giàu có Nhưng không cần đến anh phải lo lắng Anh chỉ muốn nhàn nhã sống qua ngày Với quán cà phê nhỏ Có tiền thì đi du lịch khắp nơi Anh không tự tin Sẽ yêu cô gái nào đến trọn đời Nên quyết định chỉ yêu đương tạm thời Vốn chẳng cô gái nào chịu yêu tạm thời Nên anh thành ra Cũng chẳng khác nào trai ế Thanh Huyền trước khi lấy chồng là một đầu bếp có tiếng cô rất nhạy trong thẩm vị cũng từng có một niềm đam mê mãnh liệt với cà phê cô còn từng ước bản thân sẽ đi đến tất cả những quán cà phê ngon nhất trên thế giới cả hai có cùng một điểm chung đó là thích cà phê thái tú hào hứng vừa pha vừa giới thiệu cho thanh huyền vị cà phê mới của mình anh muốn cải tiến nó thành một gói cà phê hòa tan mang hương vị nguyên bản của cà phê giang mộc thanh huyền nhận lấy tách cà phê ấm nóng nhấm nháp từng chút một. Cô cảm thấy như bản thân được giải phóng hoàn toàn. Như đang trở lại là mình của 10 năm trước, khi cô còn là một thiếu nữ 25 trẻ trung xinh đẹp. Cô hào hứng nêu cảm nhận của mình về cà phê của Thái Tú. Anh say sưa ngồi bên nghe cô nói. Hai người lần đầu gặp mà lại như hiểu nhau từ lâu. Câu chuyện nối dài không dứt cho đến khi những hạt mưa cuối cùng ngoài trời cũng đã rơi xuống Thái tú sách phụ Thanh Huyền hai túi đồ ra ngoài. Mặt Thanh Huyền đã có chút sức sống hơn. Cô mỉm cười nhận lại đồ từ cậu. Cảm ơn cậu nhé. Thái tú đáp. Thật hiếm khi mới tìm được chi kỷ hiểu về cà phê như chị. Chị nhớ ghé quán em thường xuyên nhé. Em sẽ mời chị cà phê mỗi ngày. Thanh Huyền cười đáp. Cậu tính không bán quán nữa sao? Mời tôi mãi thế sẽ sạt nghiệp mất. Thái tú cười mời chị thì có tốn kém gì đâu chứ chị nhất định phải ghé lại đấy nhé thanh huyền gật đầu đáp ừ nếu có thời gian nhất định tôi sẽ lại ghé thăm cậu thanh huyền quay bước trở về nhà thái tú đứng đút tay vào túi vui vẻ còn đọng trên khóe môi anh rất lâu đôi mắt đa tỉnh của anh dịu dàng nhìn vào bóng lưng của người phụ nữ duyên sáng kia thật tiếc là chị ấy đã có gia đình nếu không anh nhất định sẽ tán tỉnh chị ấy khi Thanh Huyền chuẩn bị bữa tối xong Thì hai bố con Bảo Long cũng vừa đi chơi về Thanh Huyền ra cửa đón họ Tâm trạng vui vẻ Hai bố con đi chơi có vui không? Ken hào hứng tít mắt cười đáp Dạ vui lắm ạ à? Thanh Huyền xoa đầu con khẽ bảo Mau vào rửa chân tay để con ăn cơm Ôi trời đi chơi để quần áo bẩn hết cả rồi Thằng bé thấy mẹ hôm nay lạ quá Thường mẹ sẽ mắng nó nếu thấy quần áo nó lấm bẩn Vậy mà mẹ hôm nay Chỉ mỉm cười và nhắc nó đi rửa tay thôi Thanh Huyền cầm giúp ba lô Và túi đựng cần câu cho chồng Để anh cởi giày Cô dịu dàng hỏi Lúc chiều có mưa Hai bố con không ướt chứ Bảo Long đáp Không em Bọn anh chú mưa kịp Nên không có ướt Hôm nay mẹ cho hai bố con ăn gì vậy Bảo Long bước vào giúp vợ cầm lại túi đồ, rồi đi về gian bếp thức ăn đầy đủ bốn món canh rau mặn xào hấp dẫn trên bàn làm cho mọi cái dạ dày đều phải kêu gào tuy nhiên lúc bảo long bước ngang qua mặt thanh huyền cô chợt ngửi thấy một mùi hương lạ cô hơi cau mày tuy nhiên thấy chồng đã rửa tay và ngồi vào bàn ăn thì cũng nhanh chóng bỏ qua bữa cơm tối nay đặc biệt vui vẻ họ kể về những con cá lớn mà họ đã câu được nhưng vì thanh huyền ghét mùi cá tanh nên họ phải cho người khác không được đem về nhà thanh huyền thấy con trai hơi hụt hẫng khi nói về việc nó đã phải cho con cá mà nó câu được cho người khác khiến thanh huyền thấy hơi áy náy cô gắp thêm đồ ăn cho con rồi nói được rồi ken ngoan lần sau câu được cá thì mang về cho mẹ xem nhé không đúng lần sau cả nhà chúng ta sẽ đi câu cá với nhau rồi sẽ cùng mang cá về được không ken thích lắm mắt cười tít. Được mẹ ạ. Con trai thì vui nhưng nét mặt Bảo Long lại không mấy tự nhiên. Anh cười có phần hơi gượng, anh quay qua hỏi vợ. Lần sau em thật sự muốn đi với bố con anh sao? Thành Huyền gật đầu, vừa ăn cơm vừa nói. Vâng, em cũng ít khi ra ngoài, tranh thủ vừa đi chơi cùng hai người vừa để giải tỏa căng thẳng cũng được mà. Anh có ý kiến gì à? À không, anh hơi ngạc nhiên thôi em nổi tiếng sợ bẩn mà anh sợ để em đi ra ngoài em lại cằn nhằn cả buổi rồi lại tự mình bực bội thôi à chứ anh và con rất thích có em đi cùng đúng không ken thằng bé vô tư đáp vâng ạ à. ăn xong ken ra bàn khách ngồi xem tivi thanh huyền đang dọn dẹp bát đũa thì bất ngờ bị chồng cầm lấy tay tay em làm sao đấy thanh huyền nhìn đến vết thương trên tay mỉm cười nói không có gì em vô tình động vào con dao thôi bảo long nhăn mặt nói em có đau không thanh huyền lắc đầu không em hết đau rồi bảo long giành lấy bát đũa không cho cô động vào nữa thôi để bát đó anh rửa em nghỉ đi cái tay này động nước thì khi nào mới lành chứ thanh huyền nói thôi em làm được mà anh mau đi tắm đi Đi cả ngày rồi, chắc người khó chịu lắm. Bảo Long nhất quyết giành việc của vợ. "Để anh làm, em mau đi ra ngoài ngồi chơi với con đi." Thấy chồng nhiệt tình như vậy, cô cũng không muốn làm cho anh mất hứng nên lấy trái cây mang ra cho Ken ăn. Cô để Ken ngồi vào lòng, hôn và thơm má con. "Cục cưng của mẹ hôi quá đi, chắc hôm nay nghịch lắm phải không? Tối nay nếu mà có đau chân thì phải nói với mẹ nhé." Ken ngoan ngoãn vừa ăn trái cây vừa xà vào lòng mẹ vâng ạ thanh huyền hôn tóc hôn vai con cái mùi hương lạ kia lại quẩn quanh đầu chóc mũi cô tuy nhiên cô nghĩ mình đã nghi ngờ quá nhiều bố con họ đi ra ngoài cả ngày có mùi lạ cũng không phải điều gì đặc biệt bảo long rửa bát xong thì gọi ken cùng mình đi tắm thằng bé ngoan ngoãn chạy tót theo bố thanh huyền thong thả ngồi ở sofa nhìn hai bố con tình cảm đi vào nhà tắm. Lòng cũng bay biến hết những nghi ngờ. Tự dưng hôm nay, cô thấy tâm trạng mình thoải mái lạ thường. Chẳng hiểu vì sao lúc sáng khó chịu là thế, mà tới chiều lại cảm thấy trong người tràn đầy sinh lực. Cô nhìn miếng băng gạc được dán tỉ mỉ trong lòng tay, lại nhớ đến chàng trai nơi quán nhỏ. Từ ngày lấy chồng, mãi chăm chồng chăm con, nên Thanh Huyền cũng chẳng còn làm bạn với ai. Cô cũng ít khi nói chuyện với người khác, lâu dần thành một người phụ nữ khép kín. Nay gặp được Thái Tú, giống như bản thân quay về làm mình của 10 năm trước, hoạt bát, nói nhiều và đầy mộng mơ. Dẫu chỉ là vài giờ đồng hồ, nhưng dường như khi được nói chuyện cùng với ai đó, tâm trạng của Thanh Huyền cũng đã được chữa lành. Nghĩ lại thì, chàng trai ấy thật sự rất tử tế, cô nhất định sẽ lại ghé ủng hộ cậu ấy vào một ngày nào đó. Tuy nhiên tâm lý của con người đâu phải cứ ngày một ngày hai là có thể chữa lành. Thanh Huyền vui vẻ chưa được mấy ngày lại cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt như cũ. Mọi việc trong nhà dẫu cho cô có cố gắng cách mấy cũng cảm thấy nó chưa hoàn hảo, chưa vừa ý. Ngày hôm đó Thanh Huyền đã nấu nướng bữa tối xong cả nhưng đợi đến quá 8 giờ đêm mà hai bố con Bảo Long vẫn chưa về. Khi họ vừa đặt chân vào cửa cô đã cắt gọng quát lên Hai người tại sao giờ này mới về hả Có biết em ở nhà chờ cơm hai người không Cả Bảo Long lẫn Ken Mặt méo sạch Đứng ngoài cửa nhìn Thanh Huyền Bảo Long nói Anh đã nhắn tin cho em là Hôm nay anh với Ken đi ăn sinh nhật của bạn nó Nên về trễ rồi mà Huyền gắt cổng đáp Anh nhắn cho em hồi nào Em đâu có nhận được tin nhắn của anh Bảo Long thở hắt ra Anh nhỏ giọng nói với con trai con đi vào tắm trước nhé Để bố nói chuyện với mẹ Thằng bé mặt trắng bệch Vội vàng trốn đi trước cơn thịnh nộ của mẹ Bảo Long đợi con đi khuất Rồi mới nói với vợ Em bị làm sao vậy hả Đã nói là chúng ta không được cãi nhau trước mặt con rồi kia mà Sau đó anh lấy điện thoại ra Bật hộp chat cho cô xem Đúng là anh đã gửi tin nhắn cho cô Anh cau mày Giọng nặng nề Anh gửi rồi đây Em có coi điện thoại không vậy Thanh Huyền cảm thấy hơi xấu hổ. Hình như cả buổi cô lo nấu nướng nên cũng không cầm điện thoại. Bảo Long thở dài nói. Em đừng có sinh chuyện nữa được không? Dạo này tính khi em làm sao ấy? Khó chịu thật sự. Nói xong, Bảo Long đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Căn nhà vắng lặng cùng bàn ăn đề huề. Thanh Huyền nước mắt lưng tròng, ấm ức nhìn mâm cơm thịnh soạn mà mình đã cất công nấu, bây giờ lại chẳng có ai ăn. Thanh Huyền đành ngồi ăn một mình rồi lặng lẽ dọn dẹp tất cả khi mọi việc xong xuôi thì bố con bảo long đang cùng nhau học bài trong phòng đọc sách thanh huyền thở dài đi thu dọn đồ bẩn của họ cho vào máy giặt tuy nhiên mới cầm đến thì trong không khí lại tỏa ra mùi hương kỳ lạ lần này thanh huyền không thể bỏ qua được nữa cô lấy đồ của con rồi của chồng đưa lên mũi ngửi cẩn thận lần dở từng nếp vải một Cuối cùng đã lấy ra một cọng tóc dài vướng bên trong chiếc áo sơ mi của chồng. Tóc dài, xoăn và hoe vàng này chắc chắn không phải của Thanh Huyền. Máu nóng cô dồn lên mặt. Cô cầm bộ quần áo của chồng và con xông thẳng vào phòng đọc sách. Anh nói đi, hai bố con đã đi đâu hả? Sao trên đồ của hai người lại có mùi nước hoa, lại còn có cả tóc phụ nữ trên áo anh? Anh nói đi, anh đã đi đâu? Thanh Huyền gần như gào lên, khiến ken vô cùng sợ hãi nó nép sâu vào ngực bố bảo long xót con vỗ về nó con học bài đi để bố ra ngoài nói chuyện với mẹ anh kéo huyền vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại rồi mắng cô em hôm nay bị điên à gửi tin nhắn thì không đọc giờ lại lấy quần áo ra ghen bóng ghen gió là thế nào lúc nãy anh đã nói là đi ăn sinh nhật bạn của ken mà ở bữa tiệc đông người thế có lẫn mùi của người khác hay vương phải tóc cũng là bình thường thôi Bảo Long giật lại mớ đồ bận chết tay vợ Rồi Hàn Học nói Em rảnh rỗi quá Nên bắt đầu làm mấy cái trò khùng điên Như mấy con mụ nội trợ Giờ hơi rồi đấy Bảo Long rời khỏi phòng Mang đồ đi giặt Thanh Huyền đứng thần người Cô ấm ức bật khóc Cô thật sự đã rảnh rỗi đến phát điên rồi sao Cô cũng như mấy người phụ nữ nội trợ khác Cuối cùng cũng trở thành người vợ Tính nét khó chịu Kỳ quặc mà chồng con vô cùng ghét bỏ rồi sao cô thật sự không muốn bản thân trở thành như thế cô muốn mình là một bà nội trợ xinh đẹp và quyền lực dẫu cho chị ở nhà làm nội trợ vẫn cao quý và được chồng thương kia thanh huyền tủi thân leo lên giường ngủ trước thực ra cô chỉ nằm như vậy thôi chứ không thể ngủ được cô không nghĩ mình đã phát điên cô nhất định phải để ý chồng và con trai của mình hơn mới được sáng sớm hôm sau thanh huyền vẫn dậy trước báo thức lần này tắt chuông báo xong cô nhẹ nhàng lấy điện thoại của chồng lên kiểm tra cô nhập mật khẩu điện thoại nhưng không thành công nhập đến khi nó khóa lại vẫn không thể vào được bảo long chờ mình cô sợ bị phát hiện nên vội vàng bỏ điện thoại xuống thanh huyền vừa nấu bữa sáng vừa cảm thấy tức giận không thôi anh đã đổi mật khẩu từ lúc nào chứ hai vợ chồng từ ngày quen nhau đã để cùng một mật khẩu điện thoại và các loại mật khẩu khác cũng vậy nhưng từ bao giờ anh lại muốn có sự riêng tư với cô vậy thanh huyền thật sự rất muốn vạch mặt bảo long ngay nhưng cô cảm thấy bằng chứng ấy chẳng là gì với người hoạt ngôn như bảo long thể nào anh cũng sẽ có cách trả lời rất hợp lý mà cô không thể chối cãi được vậy nên thanh huyền quyết định tỏ ra bình thường bắt đầu để ý đến hành động cử chỉ của chồng nhiều hơn Chồng cô vẫn là một ông chồng gương mẫu, sáng 7 giờ 30 rời khỏi nhà, tối 7 giờ 30 bước vào cửa, không tăng ca, không nhậu nhẹt hẹn bạn, lúc nào cũng ở bên cạnh Ken, đưa Ken đi học, đưa Ken về nhà. Tối hôm đó, cô gọt trái cây xong, định đưa vào cho hai bố con thì nảy ra ý kiến mới, cô không gõ cửa nữa mà lén lén hé mở. Thật không ngờ là Ken thì học bài, còn anh thì ngồi bên con vừa bấm điện thoại vừa cười rất vui. Tay Thanh Huyền đã siết chặt đến run rẩy vào đĩa hoa quả, nhìn cái dáng vẻ kia của anh, 10 phần thì đã hết 7 phần là có người thứ ba rồi. Thanh Huyền đóng cửa lại, quay ngoắt đi về phòng ngủ, một tay cô giữ đĩa trái cây, một tay ôm ngực, ngăn cơn đau đớn đang co bóp trong tim. Thanh Huyền thật sự không hiểu, bản thân đã sai ở đâu để cho người đàn ông kia phải tìm đến người thứ ba. Cô nấu ăn ngon chăm chồng chăm con khéo, việc lớn nhỏ trong nhà đều không để anh động tay, mà trai hiếu hỉ nội ngoại đều chu toàn. Cô cũng rất chăm sóc bản thân, không hề để bản thân bê bối bẩn thỉu. Cả chuyện trên giường cũng rất chủ động chiều chồng. Vậy là cô sai ở đâu? Kẻ thứ ba kia là ai? Kẻ đó có gì mà khiến Bảo Long có thể mê muội đâm đầu vào rồi lừa dối vợ con? Thành Huyền biết rằng bản thân càng sụp đổ thì càng dễ dàng đánh mất chồng và con. Cô nhất định phải bình tĩnh để xử lý mọi chuyện. Cô lau sạch nước mắt rồi đưa trái cây vào cho hai bố con Bảo Long như bình thường. Anh ta cũng trở mặt rất nhanh. Lần này khi Thanh Huyền gõ cửa rồi mới bước vào thì anh ta đã ngồi bên con miệt mài chỉ bài cho thằng bé rồi. Đêm đó, Thanh Huyền sau khi tắm rửa xong thì lên giường nằm với chồng. Nhưng anh ta tắt đèn rồi quay lưng đi ngủ luôn không còn tình cảm với cô như trước nữa thanh huyền trong lòng rừng rực lửa ghen nhưng vẫn kìm lại cô không tin rằng anh lại ngoại tình cô không tin bản thân mình lại là một người vợ thất bại thanh huyền luồn tay qua eo chồng ôm chặt anh dụi mũi lên cổ anh dịu dàng dùng hơi thở đê mê hoặc anh bảo long có chút phản ứng anh quay qua hôn chán vợ rồi ôm cô vào lòng. "Hôm nay anh mệt rồi, lần sau bù cho em nhé." Thanh Huyền dẫu đang vô cùng tức giận nhưng vẫn phải vờ như không có gì, cô đáp, "Vâng, anh ngủ ngon." Anh ta vẫn ôm cô trong tay, chiều chuộng xoa lưng cho cô như ngày đầu mới yêu. Thanh Huyền mềm nhũn trái tim, nước mắt âm thầm thấm vào ngực áo chồng. Cô không tin, người chồng yêu thương mình hơn tất cả lại đang lừa dối mình cô khẩn cầu trời đất rằng mọi thứ chỉ là do cô tự tưởng tượng ra nếu anh thật sự ngoại tình thì làm sao cô có thể sống nổi đây mùi hương kia không xuất hiện thường xuyên nó chỉ xuất hiện một vài lần trong tuần khiến cho thanh huyền càng thêm nghi ngờ tối nay khi đi ra cửa đón chồng và con về mùi hương đó lại xuất hiện thanh huyền nhìn theo chồng và con vẫn vô tư không biết gì mà lòng ngập tràn những tức giận cô siết chặt tay thành quyền mắt vẫn đỏ, nổi lên tia máu của thù hận. Thanh Huyền nuốt cơn giận dữ, cất cao giọng nói với chồng một cách dịu dàng nhất. Anh à, từ hôm nay anh để em đón con và đưa con đến lớp học đàn nhé. Ừ em. Bảo Long đáp trễ mất 3 giây. Thanh Huyền khẽ nhếch mép khinh bỉ. Mặc dù đã đồng ý để vợ đón con đi về, nhưng Bảo Long dường như vẫn mang trong lòng những khúc mắc riêng tối đó khi thanh huyền gối đầu lên tay anh anh liền quay qua ôm vợ lân la hỏi sao bỗng dưng em lại muốn đi đón con thế em nói đi xe máy rất nguy hiểm nên để anh được đón con bằng xe hơi mà thanh huyền đáp em thấy tình cảm của em với con không được tốt em muốn tranh thủ ở bên con nhiều hơn em sẽ đi taxi đến đón thằng bé vào mỗi buổi chiều anh cũng không phải vội vàng tan ca nữa Bảo Long ôm vợ vào lòng Nhỏ nhẹ nói Em nghĩ cho con thì anh không có ý kiến Nhưng anh sợ em mệt thôi Em đã vất vả làm việc nhà cả ngày rồi Cứ để con cho anh lo là được mà Thành Huyền vẫn giữ nguyên ý định Em sẽ suy nghĩ lại Nếu thấy không tiện Trước mắt em vẫn muốn đi đón con Anh cứ mặc em đi Cô dướn người lên hôn vào môi chồng Chủ động ngậm lấy môi anh Từ từ đẩy lưỡi mình vào trong Bảo Long đáp lại một cách gượng ép Nhưng rồi sau đó khi đã hôn thỏa Anh đẩy nhẹ cô ra rồi nói Hôm khác nhé Nay anh thật sự mệt vợ ạ Thanh Huyền cười hiền lành Hôn lên chán chồng Em hiểu rồi Anh mau ngủ đi, ngủ ngon Thanh Huyền Nằm quay lưng vào chồng giả vờ đi ngủ Nhưng thực chất cô đang đau đớn vật vã trong lòng Cô rất sợ Chỉ ngày mai thôi bản thân sẽ phát hiện ra sự thật đau lòng, sợ rằng mọi nghi ngờ đều là chính xác. Lớp học đàn của Ken vào thứ ba, năm, bảy trong tuần, từ 5 giờ 30 đến 7 giờ tối mỗi ngày. Lớp học đàn của cô giáo Giao Linh, Đích Thân, Thanh Huyền chọn cho con. Giao Linh nổi tiếng là một giáo viên giỏi, cô cũng có nhiều thành tích nổi bật trong giới âm nhạc. Thanh Huyền có dịp gặp cô ấy đúng một lần vào ngày đầu nhập học của con sau này thì đều do bảo long đưa đón thằng bé nên cô không còn gặp cô ấy nữa thanh huyền đưa con trai đến lớp đàn giao linh khá bất ngờ khi hôm nay người đưa ken đến không phải là bố nó người phụ nữ đoan trang trong chiếc đầm sơ mi dài tay tà ta váy dài quá gối màu hạt rẻ từng bước khoan thai tiến tới giao linh khiến cô vẻ phần rợn ngợp và cảm thấy lép vế khí chất của người phụ nữ có nét mặt kiểu diễm kia thật sự không thể đùa được Giao Linh nhã nhặn gật đầu chào Chào chị ạ à, Chị là mẹ của Ken Đã một năm rồi em mới có dịp gặp lại chị ạ à. Giao Linh đưa tay ra Muốn bắt tay với Thanh Huyền Nhưng Thanh Huyền đang bận cầm hai túi đồ Nên chỉ có thể mỉm cười với cô ta Chào cô giáo Tôi tên Thanh Huyền Lâu ngày không gặp Hình như cô giáo đã xinh đẹp lên nhiều rồi Thanh Huyền đưa mắt nhìn qua lớp học đàn Ngoài Ken ra thì còn ba đứa trẻ khác cũng đang học Ken đang ngồi cạnh một cô bé trạc tuổi Ken Hai đứa hú hí tập đánh đàn với nhau Trông rất thân thiết Thanh Huyền nhìn qua Giao Linh Dịu dàng nói Cô giáo cứ dạy học đi Tôi có chuẩn bị một ít đồ ăn vặt Mong là hợp khẩu vị của cô Giao Linh định đưa tay nhận lấy Em cảm ơn chị Để em đem vào trong Thanh Huyền tránh tay Giao Linh Cô đáp Cô cứ để tôi tự nhiên tôi sẽ cất giùm cô cô mau đi dạy bọn trẻ đi kẻo dễ giờ chúng ta là chị em cả mà giao linh thấy cũng hợp lý mà thanh huyền lại quá nhiệt tình nên cô cũng không từ chối nữa giao linh chỉ hướng bếp cho thanh huyền rồi quay trở lại với học trò của mình nhà của giao linh theo kiến trúc nhà ống gian đầu tiên là lớp học đàn gian tiếp theo là phòng khách hai phòng ngủ nối tiếp nhau kế đến là phòng bếp và cuối cùng là nhà vệ sinh thanh huyền đặt hai túi đồ xuống kệ bếp cả cơ thể cô run lên giận dữ nãy giờ đã phải kìm nén để không tỏ ra tức giận mà xông vào xé xác cô gái tên giao linh kia thanh huyền đưa mắt nhìn toàn bộ gian bếp trong không khí mùi hương hoa mà cô vẫn thường ngửi được trên đồ áo của chồng và con vô cùng rõ rệt không còn nghi ngờ gì nữa mùi hương trên cơ thể chồng cô là của cô ta cả sợi tóc xoan gợn sóng kia nữa chắc chắn là rơi ra từ mái tóc màu hạt rẻ uốn sóng lơi của cô ta rồi nhìn lại căn bếp kỹ hơn thanh huyền thấy ở mỗi góc phòng cô ta lại treo một túi thơm hóa ra cái mùi đáng ghét này xuất phát từ đây thanh huyền dạo quanh bếp một vòng cô đến chỗ để máy giặt ở sát tường của nó cũng có treo một túi thơm mắt cô nhòe đi tưởng tượng ra cảnh chồng và cô gái kia đang làm tình với nhau trên nóc máy giặt mà tim cô đau đớn quản thắt. Bỗng tiếng của Giao Linh vang lên. Chị Huyền, chị đang làm gì đó hả? Thanh Huyền vội thu lại nét mặt bi thương. Cô cầm lấy túi thơm treo trên tường, quay lại, gửi tươi. Nhà cô giáo dùng túi thơm này thơm quá. Tôi cũng muốn mua dùng thử. Cô có còn túi nào không? Giao Linh không chút hổ nghi. Cô ta nhiệt tình nói. Dạ, em còn nhiều lắm. Nếu chị thích Em tặng chị vài túi dùng thử Thanh Huyền tỏ ra vô cùng biết ơn Cảm ơn cô giáo Cô giáo tốt bụng quá Thanh Huyền theo chân Giao Linh ra phòng khách Cô ngồi ở ghế sofa đợi cô Tìm túi thơm cho mình Nhìn cô ta Thanh Huyền không biết chồng cô Đã mê cô ta ở điểm nào Cô ta thấp hơn cô Da không trắng bằng Mắt một mí Người hơi tròn Không hề có eo con kiến ngực cũng không lớn bằng cô. Nói chung chỉ cần nhìn qua cũng biết cô ta không có cửa so với cô. Nhưng sao chồng cô lại thích cô ta mà bỏ rơi cô chứ? Giao linh gói ghém cẩn thận rồi đưa cho thanh huyền bằng hai tay. Em gửi chị, nếu chị thích, lần sau em sẽ đặt, bảo người ta lấy thêm cho chị. Đây là hàng túi thơm handmade, không phải ở đâu cũng có đâu ạ. À. Là mùi hương hoa tự nhiên, lưu hương rất tốt ạ. À. Thanh Huyền gật đầu, tỏ ra cảm kích. Cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Thôi, cô cứ đi dạy học đi. Tôi sẽ ngồi đây chờ Ken Tan học. Giao Linh rời đi, đầu óc Thanh Huyền lại trở về với những rối ren. khắp nơi trong căn nhà này, cô đều có thể tưởng tượng ra cảnh chồng mình đang ôm ấp, hôn hít với người phụ nữ đó. Tại sao anh có thể ghê tởm như vậy? Tại sao có thể đi ôm ấp người phụ nữ khác, rồi về ôm hôn và ngủ với vợ mình như không có gì? tình cảm của hai người đã xảy ra từ bao giờ họ đã cắm sửng cô từ bao giờ muôn vàn câu hỏi nảy sinh trong đầu thanh huyền mãi cho đến khi buổi học kết thúc mới thôi giao linh vẫn rất vui vẻ và nhiệt tình với thanh huyền thân thiện vẫy chào ken chào ken nhé hẹn gặp con ở buổi sau nhìn cái dáng vẻ giả tạo của cô ta khiến thanh huyền tức đến muốn cào ruột cô hận bây giờ không thể vạch mặt cô ta ra ngay lập tức Bé gái chơi thân với Ken Cũng chính là con gái của cô ta Con bé cũng rất xinh xắn Đôi mắt ngọc hồn nhiên ngây thơ Con bé có vẻ rất mến Ken Và Ken cũng vậy Thanh Huyền dẫu ghét giao linh đến tận tủy Nhưng trẻ con thì không có tội Cô không trách đứa bé Mà chỉ thấy tội cho nó Tại sao nó lại có người mẹ vô đạo đức như Giao Linh chứ? Thanh Huyền ngồi xuống, vậy cô bé lại gần. Con bé rất ngoan ngoãn, bước lại gần cô, Thanh Huyền xoa đầu nó rồi nói Con xinh gái quá Nhớ học thật tốt Để sau này trở thành một người tốt con nhé Con bé ngoan ngoãn vâng dạ gật đầu Còn Giao Linh thì mặt đần thối Vẫn chưa hiểu tại sao Thanh Huyền lại nói câu đó với con mình Thanh Huyền chào Giao Linh Rồi đưa con rời đi Trong lòng cô đã chắc đến 9 phần Về việc ngoại tình của Bảo Long rồi Thanh Huyền về nhà Và vẫn hành xử với chồng như bình thường vì hôm nay đến lớp học đàn cùng con nên bữa tối cô đã mua đồ ăn ở ngoài ken có vẻ rất hào hứng thằng bé vẫn khoái ăn mấy món lạ miệng bên ngoài như còn cô thì không dám cho con ăn vì sợ mất vệ sinh tuy nhiên cô đã nghĩ lại rồi bản thân chu toàn cho gia đình từng chút một cuối cùng người bận rộn là cô người khó chịu là cô chứ còn chồng con đâu ai hiểu cho tâm ý của cô đâu cô có thể để họ ăn đồ tiện lợi vui thì nấu không vui thì cho ăn tiệm như thế thì cô càng rảnh họ cho rằng cô khó khăn trong ăn uống nhưng họ đâu biết là cô đang lo lắng đến sức khỏe của họ mà thôi hôm nay cả nhà ăn vịt quay bắc kinh với bánh bao xá xíu cả hai bố con đều khen ngon thanh huyền nhân lúc chồng đang vui vẻ liền ướm hỏi chồng anh à anh thấy cô giao linh thế nào bảo long lại trả lời chậm mất ba giây cô ấy dạy đàn rất giỏi sao em nói thế không phải giao linh là cô giáo do em chọn hay sao Thành huyền thong thả ngắt một miếng vỏ bánh bao đưa lên môi nhai không ý em hỏi anh về tính cách ngoại hình của cô giáo kìa bảo long vẫn tập trung ăn không hề ngẩng mặt lên nhìn vợ bởi vậy cô thoải mái dò la những biểu hiện của anh ta bảo long nói anh không có ấn tượng gì với cô ấy Thường anh đón con xong Rồi đưa con đến lớp học đàn Sau đó sẽ quay lại công ty làm việc Hoặc sẽ ngồi trong xe đợi con Anh không gặp cô giáo nhiều Nên cũng chẳng biết tính cô thế nào Nhưng em có thể hỏi Ken Thằng bé tiếp xúc với cô giáo nhiều mà Thanh Huyền vén môi cười Ánh mắt lộ ra ba phần tinh danh Cô quay qua hỏi Ken Ken à Con nói xem cô giao linh có tốt không chẳng hiểu sao thằng bé ghi nhắc đến giao linh lại phải quay sang nhìn bố rồi nó đáp một cách máy móc dạ cô giáo rất tốt cô giáo rất thương con ạ nếu không phải sức chịu đựng của thanh huyền rất cao thì có lẽ chiếc bánh bao đã bị nghiền nát trong tay cô hóa ra anh và cô ta đã mua chuộc được cả con trai cô rồi thanh huyền cố gắng biết bao thương yêu họ biết bao cuối cùng cả con trai cũng phản bội cô Thanh Huyền hít thở sâu Tiếp tục dụ dỗ, dỗ để Bảo Long lộ ra sơ hở Nay em gặp lại Giao Linh Mới biết cô ấy cũng rất đáng yêu Tính tình nhu mì, dịu dàng Cô ấy sinh như vậy Mà lại là mẹ đơn thân Mãi chưa có người đàn ông nào chịu thương cô ấy Hay em tìm cách giới thiệu bạn trai cho cô ấy nhỉ Bảo Long dừng ăn trong một khắc Khóe môi của Thanh Huyền cũng khẽ giật Bảo Long lấy khăn lau tay Và miệng rồi nói Cô giáo nhan sắc bình thường Nói hơn quá thì cũng chẳng đẹp gì Cô ấy còn là gái đơn thân Có con như vậy thì ai mà yêu thương cho nổi chứ Đàn ông bây giờ Sợ nhất là hai từ trách nhiệm Em có thể giới thiệu ai cho cô ấy chứ Em có quen người đàn ông nào sao Bảo Long nhìn Thanh Huyền thăm dò Cô lại ung dung ăn tiếp phần bánh bao của mình Bạn là nam của em có thiếu gì Anh hơi coi thường của anh rồi đấy Giao Linh cũng chẳng tệ như anh nói anh không biết xu hướng bây giờ là đàn ông thích mẹ đơn thân à? Gu của họ bây giờ lạ lắm, anh không hiểu đâu. Bảo lắc đầu đáp. Đúng là anh không hiểu được, nhưng nếu mẹ đơn thân mà tuyệt vời như em thì anh không chắc. Vợ của anh mà xảy ra, chắc anh không giành lại kịp mất. Thạch Huyền cười thành tiếng. Anh toàn nói linh tinh. Bảo Long sắn tay áo, lại giúp vợ dọn bàn ăn rồi rửa bát. Thanh Huyền cũng chẳng cản lại như trước Bảo Long nói Bởi vậy anh sẽ đối xử thật tốt với em Sẽ không bao giờ để vụt mất em cho thằng khác đâu Thanh Huyền nghe mà thấy chua sót Người đàn ông mà cô đã sành cả thanh xuân để yêu Sao bây giờ lại trở nên tồi tệ và trơ chẽn đến mức này Anh nói dối không biết ngượng miệng nữa rồi Cô và Bảo Long quen biết nhau sau khi ra trường Cô làm đầu bếp cho một nhà hàng nổi tiếng còn bảo long làm nhân viên marketing cho một tập đoàn đa quốc gia họ gặp gỡ nhau ấn tượng với nhau từ cái nhìn đầu tiên hôm đó là thanh huyền nấu bữa tối cho giám đốc và khách hàng của công ty anh cô ấn tượng bởi vẻ lịch lãm tự tin của bảo long còn anh thì ấn tượng bởi đồ ăn và vẻ ngoài đầy khí chất của cô anh đã phải theo đuổi cô rất lâu một năm sau anh và cô mới trở thành người yêu bảo long là một chàng trai hơn cả chữ hoàn hảo anh chưa từng làm thanh huyền buồn vừa lãng mạn lại vừa rất quan tâm cô anh rất chịu khó để có thể lấy được niềm tin của cô sau một năm tích cực theo đuổi cuối cùng anh cũng cưới được cô tuy nhiên việc làm đầu bếp rất cực cô không thể dành nhiều thời gian cho gia đình nên quyết định nghỉ việc từ đó ở nhà làm nội trợ làm đầu bếp riêng cho chồng và con vậy nhưng thứ tình cảm mà cô tưởng rằng mãi mãi ấy Cuối cùng cũng có ngày tan vỡ Người đàn ông mà cô đã hy sinh cả sự nghiệp Cả tuổi trẻ để yêu thương Nay lại có người phụ nữ khác trong lòng Thành Huyền biết rõ Bản chất của chồng rồi Nhưng lại không biết bản thân Nên làm gì lúc này Cô vừa chán ghét chồng Nhưng cũng rất sợ mất anh Cô lưỡng lự và dày vò mình Giữa buông tay và níu giữ lấy Người đàn ông bội bạc này Lúc Bảo Long đang đứng cạo dâu trong nhà tắm thanh huyền giả vờ vô ý đi qua rồi hỏi phong long anh thấy nhà mình hôm nay có gì khác không bảo long vô tư đáp không có gì lạ đâu em vậy chắc do em tưởng tượng rồi cô đáp cho qua chuyện rồi xoay lưng rời đi nét cười đầy đau khổ hiện trên mặt thanh huyền cô đã treo trong nhà rất nhiều túi thơm của giao linh đưa vậy mà anh ta không nhận ra sự khác biệt chắc hẳn anh ta đã quen thuộc quá với cái mùi này rồi thanh huyền chỉ đón con về vài hôm sau đó lấy lý do bất tiện và bận nấu ăn tối để bảo long lại đón con như cũ anh ta tỏ ra rất hiểu cho thanh huyền vui vẻ nhận lại việc đón con trời mưa như chút nước mưa rầm rề mưa lê thê nguyên cả buổi chiều thanh huyền đón taxi đến lớp học đàn của con chiếc xe hơi màu đen của chồng đậu một mình trong sân nhà cô giáo trái tim thanh huyền từ khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe đó đã chết hẳn cô xuống khỏi xe taxi bước đi như kẻ mất hồn vào bên trong sân nhà của giao linh nước mưa chảy vào người cô gió thổi vào lòng cô cũng không lạnh bằng trái tim cô lúc này lớp học vẫn diễn ra bình thường con của cô đang ngồi học cùng con của giao linh không thấy cô giáo đứng lớp cũng không thấy chồng cô ở phòng khách những bước chân lặng lẽ của thanh huyền lướt qua từng ô cửa sổ. Sự xuất hiện của cô yên lặng và vô hình đến mức cơn mưa dường như đã che phủ đi sự tồn tại của cô. Từng bước chân nặng nề dưới mưa như thể có ngàn kim đang châm vào gót của Thanh Huyền. Cô đã khóc, run dậy, thù hận dâng lên đắng mắt. Cô chậm rãi bước về phía phòng bếp. Trong bóng tối của căn phòng, cô nhìn thấy Bảo Long và Giao Linh. Họ đang ôm và hôn nhau say mê thanh huyền đưa tay lên bịt chặt miệng mình để ngăn một tiếng hét để ngăn tiếng khóc nước nở nghẹn ngào hình ảnh lễ cưới với toàn hoa hồng tươi của cô và bảo long như vỡ tan trước mắt thay vào đó là hình ảnh bảo long đang say mê hít nuốt lấy từng hơi thở của Giao linh anh bế xốc cô ta lên đúng như những gì mà thanh huyền đã tưởng tượng trước kia anh đặt cô ta lên nóc máy giặt đè cô ta vào tường dùng môi lưỡi càn quét từng centimet trên cơ thể của cô ta. Giao Linh nhắm mắt tận hưởng, bầu ngực căng cứng vươn lên mời gọi. Bảo Long như con thú hoang, chui vào áo cô ta, rúc vào ngực, vào háng của cô ta, chẳng khác nào một thứ súc vật hèn hạ. Thanh Huyền bật cười, cô thật sự quá ghê tởm người đàn ông này. Kẻ thật giỏi, dùng môi lưỡi để chiều lòng người. Anh ta cũng giỏi quá, có thể chiều chuộng cả hai người đàn bà thanh huyền đã từng hỏi tại sao anh ta lại thích giao linh tại sao lại ngoại tình với cả người đàn bà không đẹp bằng vợ mình nhưng bây giờ cô đã có câu trả lời rồi lúc tình dục làm mờ lý trí thì anh ta làm gì phải là con người nữa anh ta chỉ là con là kẻ suy nghĩ bằng chiếc đầu thứ hai của mình có xinh đẹp như tiên hay là xấu như thị nở thì anh ta vẫn sẽ mở miệng húp lấy húp để mà thôi quá đủ cho sự thất vọng Thanh Huyền quay lưng đi Trái tim cô đã hoàn toàn hết tình cảm Với Bảo Long rồi Cô thua rồi, thua thảm hại Cô đã thất bại trong cuộc hôn nhân 9 năm của mình Thanh Huyền đi dưới mưa Như một kẻ mất trí Cả người cô trắng bệch Run rẩy Mặt cô đỡ đẫn không hồn phách Cho đến khi bất ngờ có người chặn đường cô lại Cô ngẩng mặt nhìn anh ta Thái Tú xuất hiện Cùng với chiếc ô màu đen trên tay Cậu ấy nhìn cô đầy lo lắng chị chị sao vậy chị ướt hết cả rồi thanh huyền không nghe cũng chẳng hiểu thái tú nói gì cả cô mất hồn thật rồi thái tú lo lắng nên không cho cô đi nữa anh đưa cô vào trong quán lấy khăn lau khô tóc và áo quần cho cô cô chẳng phản kháng cứ như khúc gỗ vô chi mặc kệ thái tú cởi áo khoác cho mình rồi trùm lên mình một chiếc khăn cốc tông thật dày thanh huyền đã bớt run thái tú pha cho cô một cốc trà gừng anh đặt vào tay cô tự mình dùng tay giữ lấy hai bàn tay nhỏ nhắn lạnh cóng như băng kia áp sát vào thành cốc anh nhỏ nhẹ nói chị uống một chút đi chị thế này sẽ bệnh mất thôi thành huyền nhẹ rút tay ra khỏi tay thái tú cô tự cầm lấy ly trà rồi uống từng ngụm nhỏ cô vẫn chẳng nhìn thái tú mà cứ đầu đẫn nhìn vào màn mưa ngoài kia uống xong ly trà Thanh Huyền trả lại khăn cho Thái Tú rồi đi về. Cô tuyệt nhiên không nói lời nào với anh cả. Thái Tú lo cho cô, nên bước theo sau cô. Quan sát cẩn trọng, cho đến khi cô vào thang máy của khu chung cư, anh mới quay bước ra về. Người con gái anh gặp lần trước, đâu đến nỗi tàn tạ thế này. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa cuốn hút, từ ánh mắt đến nụ cười đều khiến người ta không thể rời mắt. Còn hôm nay, cô ấy như một con chim sẻ ướt mưa, một cánh chim cô đơn tuyệt vọng anh cảm thấy trên đôi vai nhỏ ấy dường như đang gánh vác tất cả những bất hạnh và đau đớn của thế gian ai đã khiến cho cô ấy thành một người như vậy chồng cô ấy sao người đàn ông may mắn đó dám hủy hoại một cô gái tuyệt vời như cô ấy sao thái tú ôm một bụng lắng lo và băn khoăn anh biết cô là người phụ nữ đã có gia đình nhưng kể từ ngày gặp gỡ đã sinh tương tư Ngày nào anh cũng chờ cô ghé qua Nhưng cô kể từ hôm đó Chưa bao giờ trở lại Thanh Huyền trở về nhà Cô thay bộ đồ ngủ Rồi leo lên giường nằm Đã đến giờ phải nấu cơm tối Nhưng cô cũng chẳng màng Thanh Huyền mỏi mệt Rúc đầu vào chăn Mặt nóng bừng bừng Và nước mắt thì cứ không ngừng dị ra Có lẽ đó không phải là nước mắt Đó là nhựa Làm máu chảy ra từ con tim vụn vỡ của cô Thanh Huyền cứ thế lịm đi Cho đến khi cô bị đánh thức Bởi tiếng cười nói vui vẻ của chồng và con trai Bảo Long vẫn chẳng hề hay biết gì Vừa đi với bồ nhí về Nên mặt phớn phở dữ lắm Hai bố con nhí nhắn dắt nhau vào nhà Tuy nhiên hôm nay Nhà lạnh tanh, vắng vẻ Không có vợ đứng cửa đợi Cũng chẳng thấy cơm cách nóng sốt trên bàn Khiến cho Bảo Long hơi thắc mắc Candy cất cặp xong quay ra Vẫn thấy bố đứng thẫn người nhìn căn bếp lạnh tanh thì níu tay hỏi. Bố ơi, có đói bụng rồi, mẹ đâu rồi bố nhỉ? Bảo Long chợt cảm thấy hoang mang, anh gượng cười xoa đầu con trai. Bố không biết nữa, con đi rửa tay đi, để bố đi tìm mẹ. Thằng bé ngoan ngoãn, chạy vào nhà vệ sinh, còn Bảo Long thì tiến về phòng ngủ để tìm vợ. Cô vẫn nằm im trên giường, biết có người nhìn mình cũng không nhúc nhích. Bảo Long cau mày, anh hỏi với giọng hơi khó chịu Em giờ này còn ngủ sao Sao không nấu cơm tối cho con Bây giờ bọn anh ăn cái gì Thanh huyền tức giận Ngồi bật dậy Cô nắm lấy chiếc cốc xứ trên tủ đầu giường Ném vào tường cô quát Các người đói Thì có thể tự nấu lấy mà ăn Tôi là ô xin của các nhà này à Tôi đâu phải cái nồi cơm điện Mà hết đói bụng thì gọi đến tôi Các người cụt hết tay chân rồi à Không thể tự mình tìm lấy ăn à Bảo Long hết sức sửng sốt trước sự tức giận của vợ. Anh ta không hiểu vì sao cô vợ thường ngày nhu mì hiền lành lại nổi cơn điên thế này. Nhưng anh ta không quan tâm, bực giọng nói. Không nấu thì thôi, anh và con sẽ đi ăn ngoài. Sao em lại dở trứng nổi điên nữa rồi vậy? Ai làm gì em chứ? Bảo Long đóng sầm cửa lại. Kẻ đứng bên cạnh anh từ lúc nào, mặt nó xanh mét. Bố, mẹ lại tức giận bố à? bảo long thở dài ngồi xuống ôm con ừ mẹ con lại giận bố rồi thôi chúng ta xuống nhà đi ăn gà rán với hamburger nhé ken vỗ tay nhảy nhót reo lên dê yeah, được ăn gà rán được ăn hamburger thích quá hai bố con họ dắt nhau đi căn nhà lại bị nuốt chửng bởi sự im lặng đến ngột ngạt Thành huyền vừa đau đầu vừa đau ngực cô mệt đến mức cả cơ thể chẳng thể nào nhúc nhích nổi đau đớn tủi thân tất cả mọi cảm xúc tồi tệ đè nén cơ thể của thanh huyền đến tận cùng của sự bất lực cô đã hy sinh vì chồng vì con cả cuộc đời nhưng đến khi cô ngã bệnh họ lại chẳng thèm đoái hoài thanh huyền thất bại rồi cuộc đời này cô đang cố gắng vì ai chứ bản thân mình mỗi ngày một tàn tạ còn người ta thì hạnh phúc vui vẻ bên người thứ ba hai bố con bảo long đi ăn xong cũng mua thêm một phần nữa cho thanh huyền bảo long mở cửa nói một câu lạnh nhạt anh có mua cả phần của em đó nói xong anh ta lại đóng cửa rồi đi làm việc riêng mà không biết rằng vợ mình đã hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa cô lên cơn sốt mê man người nóng rực cổ họng và nội tạng đau như dần ông trời sẽ không bỏ rơi bạn nếu bạn chưa đủ thê thảm thanh huyền vẫn chưa đủ thê thảm nên ông trời vẫn còn cứu cô một mạng Cơn sốt đã trôi qua Mà Thanh Huyền thì vẫn còn sống đây Cô tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông cửa rồn rập Cả người tuy vẫn còn đau nhức Hơn bị đánh đòn Nhưng Thanh Huyền đã có thể nhấc người rời khỏi giường Cô khó khăn bám vào tường Đi men tưởng chút một để ra ngoài Đã là buổi sáng của ngày hôm sau Chồng và con trai cô đã đi học và đi làm Trên bàn và bếp là bãi chiến trường bẩn thỉu và bừa bãi. Không có tay cô động vào, thì nó sẽ luôn luôn bẩn thỉu như vậy Thanh Huyền chán nản nhách môi cười nhạt Cô đang tự diễu bản thân mình Chuông cửa lại reo lên Thanh Huyền bước chậm chạp về phía cửa Không ngừng ôm cái đầu lâng lâng của mình Vừa mở cửa ra Đã có một mùi cà phê thoang thoảng Tràn vào khoang mũi Thanh Huyền Cô mơ màng ngẩng đầu nhìn Thái Tú đang mặc tạp xề của tiệm cà phê Xuất hiện trước mắt cô Với nụ cười thật tươi anh giơ hai ly cà phê lên. Chào chị, em tới giao cà phê ạ. À? Thanh Huyền không có tâm trạng cười đùa với cậu. Cô thở dài, mặt hơi nhăn lại. Tôi đâu có gọi cà phê, cậu giao nhầm nhà rồi. Cô định đóng cửa lại thì anh đã thò tay vào chặn cửa lại. Cô thấy suýt thì làm tay cậu đau thì hơi bực mình và ái náy. Cậu làm cái gì đấy hả? Thái Tu lo lắng hỏi. Chị bệnh rồi chị đã ăn gì chưa đã uống thuốc chưa tôi không sao không cần cậu phải lo mau đi về đi một cơn choáng váng tìm đến thanh huyền cô vừa xoay người đi thì cả trời đất tối đen và sụp đổ thái tú hốt hoảng vứt luôn hai ly cà phê vội vàng đỡ lấy cô chị chị có sao không chị ơi thanh huyền bị ngất đi không còn biết gì thái tú đành phải bế cô vào trong phòng thấy thân thể thanh huyền nóng rực Thái Tú vô cùng đau lòng. Hôm qua cô ấy dầm mưa cả buổi như vậy, chắc chắn là đã nhiễm lạnh rồi. Anh để cô nằm ngay ngắn trên giường, không đắp chăn cho cô nữa. Việc anh cần làm bây giờ, hạ sốt cho cô. Thái Tú vội vàng chạy ngược ra ngoài phòng tắm, ngó nghiêng tìm kiếm vật dụng có thể sử dụng được. Mất một lúc thì anh cũng lấy được một thau nước ấm và một chiếc khăn sạch bưng vào phòng ngủ. Anh lau mặt cho cô Sau đó là cổ Rồi tay cô Cố gắng để cho cô hạ nhiệt nhanh nhất có thể Thái Tú chạy đi mua thuốc hạ sốt Và cháo dinh dưỡng cho Thanh Huyền Lúc anh bưng tô cháo vào phòng cho Thanh Huyền Liếc thấy tấm ảnh gia đình treo trịnh trọng Trong phòng khách Mà nhếch mép coi thường Thái Tú đỡ Thanh Huyền ngồi tựa vào mình Giúp cô từng chút một nuốt cháo Người cô ấy vẫn nóng bừng Mềm oặt Khiến anh đau lòng vô kể nếu hôm nay không phải do anh quá sốt ruột cố tình giả trang một anh nhân viên đi giao cà phê gõ cửa mỗi nhà trong tòa nhà này thì làm sao gặp được thanh huyền nếu như cô chỉ có một mình cả ngày nằm ngất trên sàn nhà lạnh lẽo như vậy thì có phải là xảy ra chuyện lớn rồi không cho thanh huyền ăn và uống thuốc xong thái tú nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ lần này anh đứng nhìn vào tấm ảnh gia đình thật lâu anh nhìn vào vẻ mặt chiến thắng của tên đàn ông trên hình anh ta khiến Thái Tú ghét cay ghét đắng, trong lòng anh nảy sinh tham vọng lớn. Anh thầm nói với chính mình, nếu người phụ nữ này một lần nữa bị tổn thương, anh sẽ khiến cho người đàn ông kia sẽ phải hối tiếc. Anh ta sẽ không còn cười đắc thắng vậy được nữa đâu. Được hạ sốt và uống thuốc xong thì Thanh Huyền thấy dễ chịu hẳn, cô bắt đầu đổ mồ hôi, cơ thể đã cảm thấy bớt đau đớn hơn. Trong khoảng thời gian đó, Thái Tú luôn túc trực bên cô lau mồ hôi cho cô liên tục. Sau khi Thanh Huyền đã tạm ổn, Thái Tú lại vào bếp. Anh muốn nấu chút cháo nóng để khi cô tỉnh lại có thể ăn. Anh coi khu bếp là nhà mình, lục tìm gia vị và vật dụng. Nhìn bãi chiến trường trên bếp, anh đoán chừng từ tối hôm qua đến giờ, cô ấy đã không vào bếp. Trong lòng Thái Tú cảm thấy tức giận thay cho Thanh Huyền. Rõ ràng cô ấy có chồng và con kia mà. Sao lúc ốm đau lại cô đơn như vậy? Lúc Huyền tỉnh lại lần nữa thì trên trán đã có khăn, có mùi thơm của cháo thịt bay vào phòng ngủ. Huyền mở cửa đi ra thì thấy Thái Tú đang cặm cụi trong bếp canh nổi cháo. Thanh Huyền đứng bám vào cửa phòng ngủ, giọng nói ồm ồm hỏi. Sao cậu lại ở đây vậy? Thái Tú giật mình quay lại nhìn cô, anh mỉm cười nói. Em đi giao cà phê, thấy chị bị ngất nên đã ở lại giúp chị Thanh Huyền nhắm mắt Cô nhớ lại đoạn ký ức cũ Cô vẫn còn hơi mệt Suy nghĩ điều gì đó khiến cô càng thêm tốn sức Cô đưa tay lên phát nhẹ mấy cái rồi nói Đi đi, đi về nhà cậu đi Tôi ổn rồi, cảm ơn cậu Thái Tú dựng dưng đáp Chị cứ vào phòng nghỉ thêm đi Em nấu xong nổi cháo này Rồi sẽ đi về Thanh Huyền lại thấy cơ thể truyền về Một cơn ớn lạnh Cô quay lại phòng ngủ chui vào trong chăn tìm chút dễ chịu cô quá mệt rồi mặc kệ cho kẻ lạ đang ở trong nhà cô không muốn quản nữa lại trở dậy lần này thanh huyền cảm thấy mình đã khỏe hơn nhiều trên đầu giường có mảnh giấy của thái tú để lại cùng một cốc nước cam giữ gìn sức khỏe nhé tôi không biết chị đã trải qua chuyện gì nhưng hãy cố gắng lên nếu chị cần giúp đỡ hãy gọi cho tôi thanh huyền cầm mảnh giấy tự dưng cảm thấy tuổi thân vô hạn, cô nắm chặt tờ giấy, bật khóc nước nở như trẻ con. cô thật sự quá cô đơn rồi. một người dưng cũng muốn giúp đỡ cô. thành huyền đứng nhìn căn bếp đã được thu dọn gọn gàng, sạch bóng. trên bếp còn sẵn một nồi cháo thịt bằm thơm phức, nóng hổi. người ta tìm được bình yên khi ở bên người thân, còn cô lại tìm được bình yên ở một người xa lạ. cô đứng ngắm nhìn tấm ảnh gia đình rất lâu. Bây giờ cô phải làm sao đây? Cô không thể ngủ với tên đàn ông đó như trước nữa. Khi nghĩ đến môi miệng, cơ thể anh ta từng hôn và làm tình với người đàn bà khác là cô lại ghê tởm. Nhưng cô bây giờ ngoài cuộc hôn nhân hoàn mỹ này thì chẳng còn gì cả. Cô không thể để sự cố gắng của mình trong 9 năm qua đổ sông đổ bể đơn giản như vậy được. Cuối cùng, Thanh Huyền cũng ra quyết định. Bằng mọi giá cô nhất định phải giữ gìn cuộc hôn nhân này cô không thể thua người đàn bà thấp hèn kia được cô mắt nhắm mắt mở coi như chưa từng biết đến việc bảo long ngoại tình vẫn là một người mẹ đảm người vợ hiền mỗi sáng tiễn chồng đi làm mỗi tối mỉm cười đón họ về nhà bảo long vẫn rất vui vẻ anh ta không biết rằng sau lưng mình người vợ vẫn luôn nở nụ cười khinh bỉ ở buổi học đàn kế tiếp của ken thanh huyền nói với chồng hãy để mình đi đón con vì lần trước cô cũng đã đi đón thằng bé một lần mà chẳng có chuyện gì xảy ra nên lần này bảo long rất thoải mái để cho vợ đưa con đến lớp của giao linh lần này thanh huyền xuất hiện với trang phục màu đen từ đầu đến chân cô mặc quần âu ống bát áo cổ lọ màu xám che kín cổ bên cạnh đó là chiếc áo khoác măng tô vải thô màu đen ken không đi theo mẹ thằng bé được cô ra lệnh phải ngồi im trên xe thằng bé rất sợ mẹ nó ngồi im ngóng theo bước chân của mẹ đôi cao gót mũi nhọn màu đen từng bước hiên ngang bước thẳng vào sân nhà của cô giáo dao linh đang đứng ở cửa nhà để đón học sinh nhìn thấy thanh huyền xuất hiện với khí thế lấn át như vậy thì gương mặt đã chuyển từ trắng hồng sang trắng xanh có lẽ cô ta đã linh cảm được điều chẳng lành đến với mình nên chân tay cứng đờ mắt chớp liên tục Cô ta định rút điện thoại nhắn tin cho Bảo Long Thì bị Thanh Huyền giật lấy Giao Linh mặt tái mét Cười gượng gạo Chị Huyền Chị đưa Ken đến học ạ Cháu đâu rồi chị Thanh Huyền liếc qua dòng số không để tên trên màn hình Đang bật sáng của Giao Linh Khóe môi khẽ nhếch một cái Chỉ mất ba giây Để cô biết đó là số của thằng chồng vô sỉ của mình Đôi mắt phượng sắc xảo Ngậm sát khí chiếu thẳng vào Giao Linh ngủ với chồng người khác cảm giác thế nào hả cô giáo sao linh nuốt khan cô ta tóm lấy tay thanh huyền liếc vào trong lớp học với đám học trò và một vài phụ huynh vừa đến đang chờ mình cô ta nói khẽ chị huyền chúng ta vào trong nói chuyện có được không thanh huyền gạt tay cô ta ra khỏi mình thả rơi chiếc điện thoại rồi phủi tay ra vẻ rất ghê tởm sự động chạm với cô ta thanh huyền nhếch môi cười Cô nói không quá lớn Vừa đủ cho cô ta nghe thấy Tôi còn chưa nói gì Cô đã tự thừa nhận Không chối chưa lấy một chữ Cô đúng là một con điếm mặt dày đấy cô giáo ạ à. Mặt sao linh Chuyển sang đỏ Cô ta vô cùng xấu hổ Cô ta và Bảo Long đã kỹ càng như vậy Tại sao Thanh Huyền lại biết được Thật sự không ngờ Người phụ nữ lại tin tưởng như vậy Thanh Huyền lại nói Đứng đây nói chuyện đi tôi không muốn vào cái động điếm của cô làm gì cho bẩn chân nói đi cô và anh ta đã bắt đầu từ bao giờ nếu cô không thành thực đừng trách tôi hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của cô vì sợ thanh huyền sẽ làm loạn lên và khiến cho phụ huynh khác biết được nên giao linh ngoan ngoãn khai báo giao linh và bảo long bắt đầu gặp nhau từ những buổi học đầu tiên của ken bảo long là người đàn ông thanh lịch ga lăng vẻ ngoài lịch lãm của anh đã khiến cho giao linh từ ngưỡng mộ đến tham vọng chiếm hữu. Bảo Long ban đầu đến lớp học, chỉ ngồi ngoài xe hoặc trở về công ty làm việc. Sau đó cô ta cố gắng tiếp cận Bảo Long, mời anh vào trong phòng khách ngồi chờ cùng các phụ huynh khác. Dùng sự tế nhị, dịu dàng của mình, từng bước mê hoặc Bảo Long. Có một lần Bảo Long tỏ ra mệt mỏi, Giao Linh đã tiếp cận hỏi han, rồi cô ta thường kể lệ về hoàn cảnh đáng thương của mình. Cô ta cảm thấy ghét tị với Thanh Huyền, vì đã có một người chồng hoàn hảo như bảo long bảo long nói rằng anh ta cũng chẳng hoàn hảo gì đối với thanh huyền anh vẫn chỉ là một người chồng bình thường anh luôn phải cố gắng hơn nữa gồng mình trở thành người đàn ông thật hoàn mỹ trong mắt của vợ nếu bảo long không làm tốt thanh huyền nhất định sẽ tỏ thái độ khó chịu cô sẽ chốt sự khó chịu ấy lên con trai lên đồ vật lên công việc trong nhà bảo long nói rằng Cả anh và con trai đều cảm thấy mệt mỏi khi phải theo đuổi chuẩn mực hoàn hảo của vợ. Nhiều lúc thấy cuộc sống hôn nhân vô cùng ngột ngạt. Chính vì nắm bắt được tâm lý đó, Giao Linh lại mùi trài bảo Long, nói với anh những lời ngon ngọt. Cô ta tạo ra sự thoải mái tự do khi bảo Long ở bên cạnh mình. Và rồi cô ta chấp nhận làm người thứ ba, nơi giải tỏa những bất an, những căng thẳng của bảo Long. Ở bên Giao Linh, anh ta có quyền là một người đàn ông tồi Sức hấp dẫn của những việc phạm pháp Thật sự gây nghiện Bảo Long sa đà vào mối tình vụ trộm Đầy hấp dẫn này Giao Linh mắt đỏ ngầu Nhìn Thanh Huyền Em xin chị Em biết mình sai rồi Em sẽ rời xa anh Long Em nhất định không gặp lại anh ấy nữa Nghe những lời thú nhận của cô ta Khiến Thanh Huyền giận run Không ngờ cô trong mắt chồng Lại là người như thế Cô bỏ đi sự nghiệp Bỏ đi tự do cá nhân để làm vợ anh ta còn chưa bao giờ than vãn oán trách còn anh ta chỉ việc làm một người chồng tốt mà lại cảm thấy cuộc sống khó khăn khổ cực như thế sao trần đời này lần đầu tiên thanh huyền biết đến việc giúp người ta trở thành người hoàn hảo cũng là một việc sai lầm thanh huyền hít thở sâu để giữ bình tĩnh cô hỏi một tháng trước cô và anh đã cùng ken đi câu cá sao giao linh lưỡng lử một lúc rồi cũng gật đầu. Thanh Huyền bật cười bất lực. Cô nghiến răng, lại nhìn Giao Linh và hỏi: các người mỗi lần hẹn hò đều đưa con trai tôi đi cùng sao? Giao Linh vừa sợ vừa đáp: không, không phải lúc nào cũng vậy. nhưng đúng là khi nào anh ấy ra ngoài gặp em thì đều sẽ dẫn theo Ken. Các người sẽ làm chuyện đó trong khi hai đứa trẻ đang chơi với nhau, đúng chứ? Thanh Huyền nói với Giao Linh với thái độ khinh thường và ghê tởm cô hơi cúi thấp người để gần mặt sao linh hơn này cô giáo cô không thấy bản thân mình quá kinh tởm mà tôi đang tự hỏi ngoài chồng tôi cô có ngủ với chồng ai khác nữa không đấy bị sỉ nhục đến tận cùng nhưng lại không thể phản kháng giao linh chỉ có thể đứng đó cắn răng chịu đựng thanh huyền cúi người nhặt điện thoại lên đặt vào tay giao linh rồi nhìn vào trong lớp học con gái của Giao Linh đang vui đùa cùng bạn của nó. Cô nói, Nếu cô không lập tức cắt đứt với chồng tôi, thì tôi sẽ cho con gái cô nhìn thấy đoạn phim mà mẹ nó ngủ với bố của bạn nó. Chắc con bé sẽ rất tò mò nhỉ. Giao Linh mắt trắng dã, trợn tròn nhìn Thanh Huyền. Cô ta run lên, nghiến răng nói, Chị, chị không được làm thế. Thanh Huyền cười cho sự bất lực của cô ta. Đó còn tùy vào cô, nếu cô dám nói với chồng tôi về cuộc gặp ngày hôm nay tôi sẽ không chỉ gửi clip này cho con gái cô thôi đâu nói xong thanh huyền quay người rời đi người ta có thể nhìn ra dáng vẻ ngạo nghễ chiến thắng của cô tuy nhiên trong thâm tâm của cô vốn chẳng như vẻ ngoài cô thua cuộc rồi người đàn bà đó có thể khiến chồng cô sống thật với chính mình còn cô thì không nhưng cô sẽ không bỏ cuộc anh ta cần phải trả giá cho việc làm của mình Ken khóc lóc dãy rủa suốt cả đoạn đường về nhà. Thanh Huyền phải cực khổ lắm mới kéo được thằng bé lên nhà. Bước vào tới cửa nhà, thằng bé gào khóc to hơn. Con muốn đi học đàn mà, sao mẹ lại bắt con đi về? Con muốn học đàn cơ. Thanh Huyền vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhẫn nhịn với con. Cô ngồi xuống, kéo thằng bé lại gần mình, hai tay giữ vai nó. Ken ngoan, mẹ sẽ tìm lớp học đàn khác cho con từ nay chúng ta không học với cô giao linh nữa nhé ken vùng vàng đẩy cô ra sự bất mãn khiến nó quên luôn việc mẹ nó nghiêm khắc và đáng sợ ra sao con không chịu con chỉ muốn học với cô giao linh thôi con muốn chơi với sam sam thanh huyền bị con đẩy ra nên cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghe đến việc bảo long đã luôn đưa ken đi cùng với giao linh đã khiến cô không thể nào chấp nhận được ngay cả con trai cô nó cũng đã bị người đàn bà đó mua chuộc thằng bé mới tám tuổi đã học được cách nói dối để bảo vệ bố nó rồi hỏi có nỗi đau nào hơn nỗi đau này không khi con mình đứt ruột đẻ ra lại đi bảo vệ một con đàn bà lăng loàn thành huyền kéo ken một lần nữa ép nó đứng trước mặt cô hai tay cô siết chặt vai nó gương mặt nghiêm khắc và giọng nói đầy nội lực nghe này ken từ nay con sẽ không được gặp cô Giao Linh Không được chơi với Sam Sam nữa Nghe rõ chưa Ken đang trong cơn nư Nó không thèm nghe cô Lần này nó đẩy mạnh cô hơn Con không thích Con ghét mẹ Con chỉ thích học cô Giao Linh thôi Con ghét mẹ Cơn giận bừng bừng cháy trong lồng ngực Thanh Huyền Nước mắt dâng đầy mí mắt cô Che mờ những lý trí còn lại của cô Cô đứng phát dậy Đi lại bếp lấy cây chổi lông gà xông thẳng lại chỗ thẳng Ken đang đứng. Cô nhằm mông nó mà đánh. Miệng không ngừng quát mắng. Con vừa nói cái gì hả? Con dám nói ghét mẹ. Đồ hư đốn, đồ mất dạy. Ai đẻ ra con? Ai đứa con lớn mà giờ con lại nói ghét mẹ hả? Con đĩ nó đã cho con ăn cái gì mà con lại thích nó chứ? Đồ bất hiếu. Thằng bé bị cơn mưa trôi, chút xuống. Có đưa tay che, vẫn bị cô quất không thương tiếc. Nó phát sợ khóc ẩm lên. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, đau mẹ ơi. Cũng may lúc đó, Bảo Long chạy sộc vào nhà xô thanh huyền văng ra xa khỏi thằng bé. Cô ngã đập người vào tường, cô cứ đứng thế vừa khóc vừa thở. Bảo Long quắc mắt lườm cô, quát lớn. Em điên rồi à? Sao lại đánh thằng bé ra đông nỗi này? Bảo Long nhìn con, tay thằng bé đã bị lằn roi in hẳn đỏ ửng. Anh mở quần, kiểm tra mông cho thằng bé, cái mông còn thảm hơn. Anh giận điên người, răng nghiến lại, như có thể nghiền nát ai đó ngay lúc này. Anh ta vẫn rất dịu dàng với con trai. Ken ngoan, đừng sợ, có bố đây. Ken ôm chầm lấy cổ bố, khóc như mưa, vừa khóc vừa nói. "Bố ơi, con ghét mẹ, con sợ mẹ lắm." mẹ không hiền giống cô giao linh một chút nào bảo long bế thằng bé lên vỗ về nó anh ta hơi trột dạ khi ken nhắc đến giao linh anh ta xoa đầu thằng bé vỗ lưng an ủi nó nín đi con mẹ không đánh con nữa đâu vừa vỗ về an ủi nó anh vừa đưa nó vào phòng riêng thanh huyền thì vẫn đứng dựa vào tường khóc không thành tiếng cây roi rơi xuống đất cô bật cười đau đớn thẳng con mà cô yêu nó hơn cả sinh mạng đang nói rằng cô là một người độc ác còn con đàn bà kia mới hiền lành thất bại của thất bại chính là giây phút này chứ còn giây phút nào nữa bảo long trở ra chỗ vợ hai người nhìn vào mắt nhau đầy xa lạ thanh huyền lau nước mắt đứng thẳng dậy cô chẳng muốn nói gì với anh ta lúc này cả nhưng khi cô vừa quay đi thì bảo long nói em đã biết hết mọi chuyện rồi phải không Thanh Huyền đứng khựng lại Giống người ta vừa bị ai đó Dùng kiếm đâm lén từ phía sau Cô tức giận run người Nhưng phải cố gắng dằn xuống Bảo Long mặt dày hơn cô tưởng Cô đã nghĩ anh ta sẽ phải cầu xin sự tha thứ của cô Mong muốn cô ở lại bên anh ta Nhưng không Điều anh ta nói khiến Thanh Huyền hoàn toàn tan vỡ Chúng ta ly hôn đi Anh biết lòng tự tôn của em Sẽ không bao giờ có thể chấp nhận tha thứ cho anh Chúng ta tiếp tục sống thế này chỉ khổ cho cả hai ly hôn đi Giải thoát cho nhau Anh sẽ nuôi con Em hãy sống cuộc sống mà mình muốn Chữ cuối của Bảo Long Còn chưa kịp kết thúc Thì một cái tắt mạnh đến mức mặt Bảo Long lệch đi Đã dán vào má anh ta Thành huyền như phát điên Mắt cô rực đỏ Cô gào lên trong tuyệt vọng Ngậm cái mồm thối tha của anh lại Loại đàn ông bẩn thỉu vô sỉ như anh Mà dám mở miệng nói ly hôn với tôi sao Anh nghĩ mình là ai hả Bảo Long lùa chiếc lưỡi trong miệng, đoán chừng anh ta đang chảy máu. Bảo Long cười hát ra, nhìn vào Thanh Huyền đầy thách thức. Thanh Huyền tiếp tục đay nghiến. Nhà, xe, ngay cả đến những thứ anh mặc trên người, đứa con mà anh ôm hôn mỗi ngày đều là của tôi. Không phải tôi nhường hết hảo quang cho anh, nên anh đã nghĩ mình là ông Hoàng, còn tôi là một con ở trong cái nhà này đó chứ. Long à, anh nghĩ tôi là một con ô xin hạng sang anh thuê về ở vài năm, chán thì anh trả cho tôi một số tiền rồi bỏ đó chứ. Kẻ đáng lẽ phải biết thân phận mình trong cái nhà này là anh. Công việc của anh, cái ghế anh ngồi, cái danh tiếng anh có, có thứ gì thuộc về anh mà không có con Ô xin hạng sang này nhúng tay vào không hả? Bảo Long mặt đỏ bừng, mắt anh ta đã đục ngầu. Anh ta nhìn về phía Thanh Huyền. Đó chính là lý do, anh chán ghét em. Em hoàn hảo thế cơ mà. Em giỏi tất cả mọi chuyện Em còn có thể hy sinh cả sự nghiệp Chỉ ở nhà để nội trợ Em quá cao cả Còn anh chỉ là một tên thấp hèn Thế tại sao em lại lấy anh Tại sao em lại yêu anh Có phải vì anh là một thằng bé ngoan Nghe mọi sắp xếp của em Cưng chiều yêu thương em như nữ hoàng Không có một thằng nào Chịu được cái tính khí bướng bỉnh trịnh thượng của em Nên em mới chọn anh không Thanh Huyền như vừa bị dội Một gáo nước lạnh Cô thẫn người nhìn anh ta Bao nhiêu gai nhọn Đột nhiên thu về cả Cô là người phụ nữ như thế nào Bảo Long đã khóc Anh ta gạt nhanh giọt nước mắt Lăn trên khóe mắt Rồi nói Anh chịu được em quá đủ rồi Hãy buông tha anh đi Bảo Long bỏ khỏi nhà Thanh Huyền không ngờ bản thân Lại bị phản pháo ngược lại Bị thương đến tả tơi thế này Hóa ra mọi chuyện đều do cô sao Nói một cách cẩn thận hơn thì gia thế của Thanh Huyền không phải dạng vừa. Gia đình cô thuộc tầng lớp thượng lưu. Bản thân cô được nuôi dưỡng rất kỹ càng, còn được học nghề đầu bếp từ nước ngoài về. Còn Bảo Long chỉ là một anh chàng gia cảnh bình thường. So với gia đình cô thì đúng là thanh niên nghèo vượt khó. Cô từng bước dùng năng lực và quan hệ của mình giúp đỡ cho chồng. Giúp anh có chỗ đứng ngang bằng với mình. Để anh không cảm thấy bản thân thua kém, cô còn nghỉ việc ở nhà làm nội trợ thanh huyền đã tưởng bản thân chu toàn mọi chuyện rồi nhưng cuối cùng vẫn là cô sai bảo long đi ra ngoài mãi khuya người có mùi rượu rồi mới trở về vợ anh cũng không khá hơn cô ấy lôi mấy chai rượu mạnh mà anh được cấp dưới tặng cho mang ra uống bây giờ cô ấy đang ngồi vừa ôm chai rượu vừa khóc con trai hiểu chuyện đang ôm cô ấy mà an ủi mẹ ơi đừng khóc nữa con sai rồi mẹ ơi đừng khóc nữa con xin lỗi mẹ con sẽ không đi học đàn cô giao linh nữa bảo long định bỏ mặc hai mẹ con mà đi vào phòng ngủ bất ngờ thanh huyền buông che rượu gạt cả con trai ra mà chạy đến ôm lấy người bảo long anh à em xin lỗi em sai rồi em xin lỗi vì đã không tôn trọng anh em sai khi nghĩ mình luôn đúng chúng ta bỏ qua lỗi cho nhau đi chúng ta làm lại từ đầu đi anh bảo long nhìn mặt có vẻ như chẳng muốn độc chạm vào thanh huyền chút nào nhưng nhìn thấy con trai đang nhìn mình chằm chằm nên anh đành ôm vai vợ dẫn cô vào phòng được rồi em say rồi mau vào ngủ đi ken đi theo sau bố mẹ anh để thanh huyền nằm ngay ngắn trên giường rồi đưa con ra ngoài anh hỏi con đã ăn gì chưa ken gật đầu nói con ăn rồi bố ạ à, con đã lấy điện thoại của mẹ để gọi đồ ăn đến Còn còn gọi cho mẹ nữa Anh xoa đầu con Con ngoan lắm Giờ mau đi ngủ đi Ken mếu máu hỏi Ba mẹ sẽ ly hôn sao ạ à? Câu hỏi của Ken Làm anh lặng người Ken lại tiếp tục hỏi Vậy con sẽ không có bố Giống như Sam Sam ạ à? Thế thì buồn lắm bố ơi Con muốn sống có bố và có mẹ cơ bảo long ôm con vào lòng trái tim anh đau đớn vô ngần lúc này anh mới cảm nhận được bản thân đã sai ra sao chỉ vì sai lầm của anh mà bây giờ làm liên lụy đến con trẻ làm gia đình tan vỡ thanh huyền ngủ không biết trời đất gì vì say mà cũng vì đã khóc quá nhiều sáng sớm hôm sau cô vẫn dậy trước báo thức nhớ lại những chuyện tối hôm qua cô cảm thấy không chỉ mình bảo long có lỗi trong chuyện này cô nhất định sẽ hàn gắn cuộc hôn nhân này thanh huyền vẫn cư xử như thường ngày chăm chồng chăm con như không có chuyện gì tuy nhiên bảo long đã hoàn toàn xa cách với cô anh ta thậm chí còn không ăn sáng ở nhà thanh huyền quyết định gần gũi với ken hơn cô cũng học cách kiên nhẫn và dịu dàng với con cô nhận việc đưa đón con đi học bảo long cũng không tranh giành buổi sáng chỉ có hai mẹ con ăn uống Tối đến cũng chỉ có hai mẹ con Dùng bữa rồi vào phòng học bài Cái ban đầu Con ngóng đợi bố về Nhưng rồi cũng quen dần với việc Mẹ ở bên cạnh Nên thằng bé cũng không hỏi đến bố nữa Hai vợ chồng họ Vẫn sống chung nhà Ngủ chung giường Nhưng lại chẳng khác nào người xa lạ Có những lúc Cô đã muốn quay qua ôm lấy anh ta Muốn dùng chuyện giường chiếu Để hâm nóng lại tình cảm vợ chồng nhưng những hình ảnh của bảo long và giao linh đã ngăn cản cô cô không tài nào chấp nhận được điều đó có một hôm thanh huyền đang ngủ thì giữa đêm giật mình tỉnh dậy cô thấy bảo long thậm thụt đứng ngoài ban công cô đã len lén bước đến gần áp tai vào kính mà lắng nghe em đừng lo đoạn phim đó anh đã xóa đi rồi cô ấy sẽ không thể uy hiếp em nữa đâu em và sam sam hãy chú ý sức khỏe đừng nghĩ ngợi nhiều thời gian này anh không thể gặp hai mẹ con được thanh huyền nhìn về tủ đầu giường điện thoại của cô đã biến mất cô nhách môi cười cay đắng cô quay trở lại giường nằm xuống như không biết gì hóa ra bảo long không chỉ là ham muốn nhất thời mà quen với giao linh anh thật sự đã yêu cô ta vậy cô và anh còn sống với nhau để làm gì nữa đây cô đang níu giữ một cái xác không hồn để làm gì đây thanh huyền lại khóc cuộc đời cô tại sao lại thê thảm như thế này, cô đã tạo nghiệp gì ở kiếp trước nên giờ phải trả nghiệp sao? Một ngày nọ, khi Thanh Huyền đang dạy học cho con trong phòng đọc sách, thì thằng bé ngước lên hỏi cô. "Mẹ ơi, ước mơ của Ken là trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, thế còn mẹ, mẹ có ước mơ gì ạ?" Câu hỏi của con trai khiến Thanh Huyền ngẩn ra một lúc lâu. Đã từ rất lâu chẳng ai hỏi cô về ước mơ nữa. Gần đây nhất Cũng chỉ có thái tú khiến cô nhớ về ước mơ Trở thành đầu bếp nổi tiếng thế giới Cô mải mê đâm đầm vào Cuộc hôn nhân này Mà suýt nữa quên mất bản thân Chẳng lẽ kết hôn rồi Thì không có ước mơ hay sao Câu hỏi của con trai Như khiến Thanh Huyền thức tỉnh Cô còn tuổi trẻ 35 tuổi Vẫn còn rất sớm để bắt đầu lại Cô đâu cần Phải ngồi đây mỗi ngày Sống như không sống đâu cơ chứ Cô vòng tay ôm lấy cổ con Bật cười rồi khóc như ngốc Thằng bé tưởng mình làm sai cái gì Mặt nó hoang mang Mẹ ơi Mẹ làm sao thế ạ à? Thanh Huyền ngồi thẳng dậy Lau nước mắt và hỏi con Ken nói mẹ nghe Con muốn mẹ trở thành như thế nào Mẹ nhất định trở thành người mà Ken thích Ken suy ngẫm một lúc Rồi nói vui vẻ Con muốn mẹ con thật tài giỏi và nổi tiếng con muốn ai ai cũng yêu quý mẹ của con ạ à? cô bật cười hôn lên chạt con được mẹ nhất định trở thành người mẹ mà ken tự hào nhất trở thành người mẹ được thật nhiều người yêu mến ken phải chờ mẹ nhé đêm đó khi hai vợ chồng đang nằm bên nhau cuối cùng thanh huyền cũng nhẹ nhõm cất lời sau khi suy nghĩ thật thấu đáo chúng ta ly hôn đi mọi thủ tục ly hôn diễn ra nhanh chóng sau đó sau một tháng thì cả hai cũng nhận được phán quyết của tòa án tài sản của cả hai đều chia đôi căn nhà hiện tại đang ở cũng bán đi để chia đôi ken khi đứng trước tòa nó chẳng sợ hãi một chút nào dường như thằng bé đã biết được điều này sẽ xảy ra khi thằng bé được hỏi nó muốn ở cùng ai thì nó đã nhìn cả về bố và mẹ nó đau lòng bật khóc một lúc rồi lau nước mắt và dõng dạc nói "Dù con rất muốn ở với cả bố mẹ, nhưng chắc là không được rồi. Con rất thương bố, nhưng mẹ rất cô đơn, mẹ chẳng có ai thương cả, nên con muốn ở với mẹ." Hai vợ chồng đứng phía sau đứa trẻ hiểu chuyện ấy mà lặng người cả đi. Thanh Huyền ôm mặt khóc nức nở. Hóa ra con trai của cô cũng rất hiểu cô. Vậy mà cô đã từng trách nó. Bảo Long cũng không cầm được nước mắt. Anh ta đã khá tự tin rằng thằng bé sẽ chọn theo mình vậy mà cuối cùng thằng bé lại chọn ở với mẹ tuy nhiên kết quả lại ngoài tầm kiểm soát của cả bố con bảo long dẫu cho nhận được quyền nuôi con nhưng thanh huyền đã từ chối cô đã đi ngược hoàn toàn nguyên tắc của bất cứ người mẹ nào trên đời đây quả là quyết định khó khăn của cô không phải thanh huyền không yêu con không phải cô là người mẹ vô trách nhiệm nhưng để thực hiện được ước mơ của con trở thành người mẹ mà thằng bé tự hào muốn thế cô phải tạm thời xa thằng bé một thời gian trước cửa tòa án trước khi để ken theo bố trở về thành huyền ôm hôn khắp mặt mũi con cô mỉm cười thật tươi nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn cô nói với thằng bé ken nhất định phải chờ mẹ nhé không được ghét mẹ không được quên mẹ mẹ nhất định sẽ thành công rồi đón con trở về chờ mẹ con nhé ken khóc đến sưng mắt nhưng thằng bé lại vô cùng hiểu chuyện nó đáp con sẽ đợi mẹ mẹ nhất định phải về ở với ken nhé mẹ hứa cảnh chia ly này làm bảo long cũng thấy đau lòng trong thoáng giây anh ta đã cảm thấy hối tiếc anh ta không ngờ thanh huyền lại quyết định buông tha anh ta và ly hôn nhanh như vậy bảo long đã thuê một ngôi nhà mới để hai bố con về ở thanh huyền chưa tìm được nhà mới nên tạm thời vẫn ở nhà cũ Hôm nay trời không mưa, từ tòa án trở về, Thanh Huyền xuống taxi ngay ngã tư, cô muốn đi bộ cho thoải mái đầu óc, không vội vã về nhà để nấu cơm, cũng chẳng cần vội vã dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ để chờ chồng về. Tay chân Thanh Huyền không vướng bận gì, chợt cô cảm thấy được tự do, mà bản thân đã đánh mất 10 năm về trước. Có giọng đàn ông gọi, làm Thanh Huyền giật mình. "Chị Huyền." Cô quay về thực tại, ở bên vỉa hè nơi có một quán cà phê nho nhỏ và một anh chủ quán sinh trai đang cười với cô cô mỉm cười nhìn anh một lúc lâu rồi bước vào trong quán thái tú đưa ra một ly cà phê do anh mới pha sản phẩm cà phê hòa tan mang thương hiệu của anh đang dần được hoàn thiện thanh huyền hoàn toàn thư giãn nhắm mắt tận hưởng hương thơm của ly cà phê trong tay nhìn thấy cô vui vẻ thái tú cũng vui lây anh ngồi chung với cô gần gũi hỏi thăm hôm nay chị có chuyện gì mà vui thế ạ thanh huyền thoát khỏi giây phút lâng lâng cô nhìn chàng trai trẻ trước mắt cảm giác của cô về anh thật sự rất dễ chịu cô không có cảm giác yêu thích trai gái với anh nhưng lại cảm thấy yên bình khi ở bên anh cô cảm giác bản thân mình có thể tin tưởng người đàn ông này cô đáp tôi đã ly hôn chồng rồi bây giờ đã trở thành người vô gia cư Tôi đang suy nghĩ tối nay nên ngủ ở đâu. Đúng là Thanh Huyền không muốn về nhà thật. Cô cũng chẳng có bạn bè nên mấy hôm nay cô đều ra khách sạn ngủ. Thái Tú nghe thế thì mặt mày rạng rỡ, anh Hảo hướng nói: "Nếu yêu cầu của chị không quá cao thì tôi sẽ dẫn chị đi xem nhà. Ở khu chung cư tôi đang ở còn một phòng trống, họ vừa trả tuần trước xong." Dẫu cảm thấy như mình đang bị gài, nhưng thanh huyền lại không muốn đề phòng cô vui vẻ gật đầu đồng ý được cậu đưa tôi đi xem ngay bây giờ được chứ căn hộ mini mà thái tú dẫn thanh huyền đến xem rất hợp ý cô hơn nữa nó còn ở ngay bên cạnh phòng của thái tú điều đó thanh huyền cũng có chút an tâm dù sao cũng ở một nơi xa lạ có ai đó quen biết bên cạnh cũng đỡ lo lắng hơn căn hộ mini có gác làm chỗ ngủ bên dưới có chỗ để bàn làm việc có bếp hiện đại và nhà vệ sinh sạch sẽ một căn hộ rất phù hợp cho người muốn ở một mình như thanh huyền thanh huyền nhanh chóng dọn về ở căn hộ mới cô không dám ở lại nhà cũ là bởi vì sợ phải sống trong kỷ niệm rồi lại đau buồn và khóc một mình cô sợ bản thân mềm yếu rồi bỏ cuộc bố mẹ thanh huyền cũng chẳng còn đói hoài đến cô từ khi cô kiên quyết lấy bảo long Giờ cô đi hôn, cô cũng chẳng nói cho họ biết. Thanh Huyền đã nghỉ làm đầu bếp từ lâu, tuy nhiên vì làm nội trợ nên tay nghề của cô vẫn rất tốt. Nhưng 10 năm qua rồi, có những thứ đã không còn hợp với xu thế hiện tại, nên cô đăng ký học một lớp đào tạo đầu bếp chuyên nghiệp. Rảnh rỗi thì cùng Thái Tú nghiên cứu, phát triển cà phê, đi ăn, đi chơi. Cả hai vốn có nhiều điểm chung, nên bây giờ lại càng trở nên thân thiết. Buổi tối, Thanh Huyền vừa kết thúc lớp học ra thì đã thấy Thái Tú ngồi trên con mô tô phân khối lớn đợi cô sẵn. Dáng vẻ lãng tử hút hồn của anh đã gây rất nhiều sự chú ý. Mấy cô gái đi qua anh đều phải liếc nhìn một cái mới chịu được. Thanh Huyền vốn định tự mình bắt taxi về, cô không hề hẹn Thái Tú đến đón nên cô bước đến anh với ánh mắt ngạc nhiên. Sao cậu lại đến đây? Thái Tú đưa mũ bảo hiểm cho Thanh Huyền. Hôm nay tôi đóng quán sớm Nghĩ chị cũng tan học Nên qua đón chị luôn Chúng ta đi làm vài chai chứ Ngày mai cuối tuần mà Thanh Huyền đội mũ bảo hiểm vào Cười đáp Một chai thôi nhé Mai tôi còn phải đi thăm con trai Được Thanh Huyền nhanh chóng ngồi lên xe Chiếc mô tô vút gió lao đi Thanh Huyền theo quan tính Đã nắm chặt áo thái tú Dẫu cô chưa ôm anh Nhưng cũng không quá giữ khoảng cách Chàng trai phóng khoáng này Thật sự đã mê bà chị một con này rồi Chỉ cần được ở bên cạnh chị ta Đã làm anh không ngừng mỉm cười Người ta nói quả không sai Gái một con trông mòn con mắt Thanh Huyền mặc áo sơ mi trắng Quần tây đen Và đi cao gót Chỉ có thế mà đã rất cuốn hút người nhìn Cô ngửa cổ uống một chút bia Thứ mà cô từ khi lấy chồng đã hoàn toàn từ bỏ Dáng vẻ mỹ nhân của cô thu hút không ít ánh nhìn của nam giới trong quán bar. Điều đó làm lòng ghen của Thái Tú càng thêm trái rực. Anh rất tự hào khi bản thân được ngồi uống cùng chị. Nhưng cũng vô cùng khó chịu khi không thể xác định chủ quyền với chị để đám yêu dâu xanh kia đừng có nhìn chị nữa. Thanh Huyền thì đâu biết bản thân lại có sức hút như thế. Cô vén tóc sang một bên, nụ cười đầy quyến rũ nhìn Thái Tú. Cậu có biết không, trước khi lấy chồng tôi từng là một người phụ nữ rất ham chơi ai cũng nghĩ tôi là một tiểu thư đoan chính nghiêm túc sang chảnh nhưng họ không biết đó chỉ là vở diễn của tôi mà thôi thật ra tôi rất bất cần tôi thích nhậu nhẹt cùng bạn bè thâu đêm tôi cũng thích ngủ nướng tôi cũng ghét phải dùng bữa ăn đầy kiểu cách trên bàn tiệc phương tây nhưng rồi tôi đã gạt bỏ mọi thứ tôi cho rằng những niềm vui ngày trước đều là độc hại tôi trở về làm con gái ngoan của bố mẹ tôi lấy chồng sinh con trở thành một quý bà kiểu mẫu vậy nhưng tôi vẫn thua tôi vẫn bị cắm sừng đúng là chó thật thanh huyền bịt môi sau đó cười phá lên ôi trời tôi say rồi tôi đã bắt đầu nói tục rồi thái tú ngồi sát bên cô chống tay nhìn cô một cách say sưa miếng táo của anh liên tục lên xuống anh đang phải kìm lòng để không lỗ mãng cưỡng hôn người phụ nữ quá nhiều sức hút trước mặt mình nếu như là thái tú lúc trước nếu như trước mặt anh không phải là thanh huyền thì có lẽ anh đã cho cô vào chồng bế cô lên giường từ lâu nhưng với thanh huyền anh lại không thể làm thế một bên anh thèm khát có được cô một bên lại muốn gìn giữ và nâng niu cô như nữ thần anh biết cô đã chịu nhiều tổn thương ra sao anh không muốn vì một chút ham muốn của mình mà làm thanh huyền phải đau lòng giữ đúng lời hứa. Họ uống một chai rồi trở về. Lúc này Thanh Huyền đã có hơi say. Cô ôm chặt Thái Tú. Chiếc xe vút bay trong phố đêm. Thanh Huyền nhắm mắt tận hưởng giây phút thư giãn và tự do. Thái Tú thì hạnh phúc lâng lâng như bay trên mây. Bột trai hư như anh. Không ngờ cũng có ngày này. Ngu ngơ dại khờ trước quý cô một đời chồng. Thanh Huyền tự mở cửa. Thái Tú đứng sau cô theo dõi từng chút một anh sợ cô say rồi ngã. Bất ngờ Thanh Huyền quay người lại, cô đặt tay lên vai Thái Tú, mắt nhìn anh rất lâu. Thái Tú tim bắn cả ra ngoài, mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Anh thầm cầu nguyện, xin ông trời hãy cho anh đủ kiên cường không được hôn Thanh Huyền. Thanh Huyền cười nhẹ rồi nói: "Ngày mai chúng ta đi dã ngoại đi, tôi sẽ dậy sớm và làm nhiều món ngon cho cậu và Ken." Thái Tú nuốt khan đáp: "Được." Thanh Huyền vỗ má cậu như đang đựng con trai. Ngoan lắm, cậu ngủ ngon nhé, mai gặp. Thanh Huyền quay người chui tọt vào nhà. Thái Tú nhìn con mất hồn nên đứng đơ ở ngoài cửa nhà cô rất lâu. Thật đáng thương cho kẻ có tình nhưng người kia lại vô tâm mà. Thanh Huyền đến nhà mới của Bảo Long để đón con. Cứ mỗi thứ bảy và chủ nhật cô có thể đến đón thằng bé đi chơi và ở với mình. Cái gì mất thì mới thấy đáng quý Thằng bé ít được gặp mẹ nên mỗi lần gặp cô là vui mừng hít mắt. Vừa mở cửa ra, thằng bé đã ôm chặt lấy cổ cô. "Mẹ, con nhớ mẹ quá." Thanh Huyền bế bổng thằng bé lên, Bảo Long đứng phía sau nó, nhìn cô khá lạnh nhạt. Thanh Huyền hôn khắp mặt con. "Mẹ cũng nhớ con." Bỗng có một bé gái chạy ra, bám lấy chân Bảo Long. "Chú Long ơi!" Để Ken ở nhà chơi với con có được không Sự xuất hiện của Sam Sam Là mặt Bảo Long trở nên bối rối Nét cười của Thanh Huyền Cũng không còn Trong tim cô thoáng đau nhói Cô yêu anh ta rất nhiều Đâu phải ngày một ngày hai Mà có thể quên được Thế nhưng người đàn ông vô lương tâm này Đã đưa con đàn bà ấy về ở cùng luôn rồi Đúng thật là Cạn tình cạn nghĩa mà Cô đã định chào hỏi anh ta vài câu Nhưng tình hình này thì cô cứ đi luôn thì hơn thanh huyền chẳng nói lời nào với bảo long cứ thế quay bước dẫn con trai ra taxi thái tú thuê một chiếc xe hơi để chở cả ba ra ngoài ô thái tú lái xe ken ngồi ghế phụ còn thanh huyền thì ngồi ghế sau ken khá ngạc nhiên khi mẹ lại dẫn nó đi chơi cùng một người đàn ông lạ những lần gặp nhau trước thanh huyền đều không cho thái tú xuất hiện cô không muốn để con hiểu nhầm rằng mẹ nó đã có người mới thấy ken cứ nhìn mình đầy thăm dò thái tú liền bật một bài nhạc đàn piano ken tỏ ra rất thích bài nhạc này nó vui vẻ nói với thái tú chú cũng thích đàn piano ạ thái tú cười nói nếu trong một ngày mưa cháu vừa uống cà phê của chú vừa nghe một bài nhạc từ chiếc đàn piano cổ điển nhất thế giới đó chắc chắn là khoảnh khắc lãng mạn nhất thế giới ken có vẻ rất đồng tình với ý kiến này nó và thái tú bắt đầu nói với nhau rất nhiều về những bản nhạc những nhạc sĩ mà thanh huyền còn chẳng biết tên cô cũng khá ngạc nhiên là thái tú lại am hiểu về âm nhạc như vậy thấy con trai mình thoải mái với thái tú trong lòng thanh huyền cũng nhẹ nhõm nhiều phần họ cắm trại trong một khu du lịch sinh thái vô cùng mát mẻ và xinh đẹp trong khi thanh huyền trải bạt và dọn ra những món ăn mà mình đã chuẩn bị thì thái tú và ken cùng nhau dựng lều họ sẽ ở lại đây đến sáng hôm sau lều chỉ là hoạt động để cho ken có thêm niềm vui tối họ sẽ có phòng nghỉ riêng do khu du lịch sắp xếp ken và thái tú trông thế mà thân nhau rất nhanh hai người giỡn nhau cười đùa với nhau cả buổi không chán dưới bóng cây già thanh huyền thong thả ngồi ngửa cổ tay chống về sau nhắm mắt tận hưởng không khí bình yên và trong lành ba người họ ở bên nhau trông thật trọn vẹn giống như một gia đình nhỏ thanh huyền giờ mới nhận ra bản thân trước kia đã khó tính ra sao cô rất ghét phải ra ngoài cô sợ đi ra ngoài thế này ken sẽ bệnh sẽ lấm bẩn nếu gia đình có đi du lịch cô cũng sẽ không để con được thoải mái chạy nhảy không được ngủ lều như bây giờ nhưng hôm nay khi thấy thằng bé thoải mái đùa nghịch trong không gian trong lành này cô mới thấy nuối tiếc nếu cô biết sai từ sớm có lẽ chồng cô đã không chán cô và ngoại tình cùng người khác buổi tối thái tú tố nhóm lửa trước lều vừa nướng thịt vừa nhấm nháp chút rượu vang cùng thanh huyền ken chơi cả ngày rất mệt nên thằng bé đã ngủ thẳng cẳng trong lều ngồi bên nhau dưới trời đầy sao bên lò than ấm nổ lách tách rượu ngon bạn hiền thật sự là một khoảnh khắc mà người người mong ước thái tú thật sự đã yêu thanh huyền mất rồi thế nhưng anh không tài nào hiểu được cô có những lúc anh cảm thấy cô đã bật đèn xanh với anh nhưng cũng có lúc lại cảm thấy cô hoàn toàn không để anh vào tim đối với anh cô luôn giữ một khoảng cách nhất định trong lúc thái tú thâm tình nhìn thanh huyền cô ấy lại nặng lòng buồn bã nghĩ về chồng cũ nhìn mắt cô ngấn nước thái tú hỏi chị lại có chuyện gì buồn à Thanh Huyền mỉm cười Nhấp ngụm rượu rồi nói Chồng cũ của tôi Anh ta đã đón người phụ nữ đó Về ở chung rồi Cô thở dài cúi đầu nhìn ly rượu Vô tình để giọt nước mắt trôi xuống Thái tú nghe như vừa có một chiếc lá cỏ Lau sượt qua tim mình Anh chậm chậm xích lại gần Thanh Huyền hơn Vụng về Chậm rãi đưa tay qua Chạm lên vai cô mà vỗ về Thanh Huyền lại thở dài Tôi đúng là quá ngốc có phải không? Bị người ta cắm sừng mà vẫn không thể buông bỏ. Nhưng cậu nói xem, làm sao một người lại dễ dàng quên đi tình yêu 10 năm như vậy được cơ chứ? Thành Huyền nhìn qua Thái Tú, cầu sự thông cảm, mắt cô đỏ hoe, anh càng nhìn càng cảm thấy đau lòng, cô lại nói: Chúng tôi đã yêu nhau 10 năm, trải qua biết bao nhiêu vui buồn, sống với nhau cả thập kỷ, ăn chung, ngủ chung, còn có con với nhau nữa. Vậy mà anh ta quay lưng một cái, đã có thể yêu người phụ nữ khác ngay. Cậu nói xem, tôi tệ đến mức đó sao? Thái Tú thu tay về, tự dưng anh hít thở sâu như đang lấy đà, anh siết hai bàn tay lại, rồi mỉm cười nhìn Thanh Huyền. Anh ta có thường hôn chị không? Thanh Huyền hơi bất ngờ trước câu hỏi chẳng liên quan của Thái Tú, cô hỏi lại. Gì cơ? Thái Tú mắt vẫn không rời cô một giây. Tôi hỏi là anh ta có giỏi hôn không? Thanh Huyền khá bối rối. Cái đó tôi Nhưng cô chẳng kịp nói hết câu thì môi cô đã bị ngậm chặt bởi Thái Tú. Anh không thể kìm hãm được ham muốn của mình nữa. Anh nghiêng người về phía cô, ép cô ngồi dựa vào ghế, đôi môi từng chút một mơn trớn viền môi của Thanh Huyền. Trong thoáng chốc, dường như Thanh Huyền đã bị hơi men điều khiển cô đã hé môi đáp lại thái tú càng hôn càng mãnh liệt thái tú kéo thanh huyền đứng lên ôm sát vào mình người phụ nữ này có thích anh cô ấy đang hôn anh họ đã có một nụ hôn đầu đầy khát khao và mãnh liệt nhưng khi anh định tiến xa hơn anh định hôn lên cổ cô thì lập tức bị cô đẩy ra thanh huyền thở gấp cô đứng lui về sau mặt hoang mang thấy rõ cô đưa tay lên che môi mình rồi lau đi dấu vết môi hôn vừa rồi của hai người thái tú đứng ngẩn người vì bị từ chối thanh huyền nhìn anh cảm thấy vô cùng áy náy cô nói xin lỗi cậu tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu tôi còn rất nhiều việc phải làm tôi không muốn vướng bận tình yêu với bất cứ ai trong lúc này thanh huyền nói xong thì bước lại phía lều cô thức con trai rồi bế thằng bé đi vào trong nhà nghỉ của khu du lịch thái tú không ngờ có một ngày anh lại bị phụ nữ từ chối anh đã chủ động đến vậy mà cô vẫn không hề dung cảm với anh anh đã vì cô mà cố gắng rất nhiều anh biết con trai cô thích piano một người chẳng biết nhiều về âm nhạc như anh đã phải nghiên cứu cả đêm để có thể nói chuyện với thằng bé anh thật sự muốn trở thành người nhà của cô muốn cùng cô san sẻ muộn phiền muốn cùng cô hoàn thiện giấc mơ giang dở nhưng mà anh vẫn không làm được cô không cho anh cơ hội nào dẫu là một hy vọng nhỏ nhoi nhất dẫu cho bị thanh huyền thẳng thừng từ chối nhưng thái tú vẫn không tỏ ra buồn bã anh vẫn đối xử với thanh huyền như bình thường vẫn vui vẻ chơi đùa cùng ken quan tâm đến thanh huyền như chẳng có chuyện gì thanh huyền còn tưởng cả hai sẽ ngại ngùng với nhau sau nụ hôn ban tối nhưng ai ngờ cậu vẫn hành xử như chẳng có gì xảy ra thanh huyền có hơi thắc mắc nhưng rồi cũng cảm thấy an lòng vì hai người vẫn có thể làm bạn của nhau tầm chiều cả ba cùng về lại thành phố thanh huyền cùng ken ngồi băng ghế sau hai mẹ con ôm nhau tình cảm thắm thiết thanh huyền hỏi có thích đi chơi với mẹ không ken vui vẻ đáp có mẹ ạ ken thích đi chơi với mẹ với chú tú lắm luôn ạ mẹ còn nấu ăn rất ngon nữa cô giáo không nấu ăn ngon bằng mẹ đâu ạ con chẳng thích ăn cơm của cô giáo chút nào ạ nói ra thì hơi trẻ con nhưng mà được con trai khen còn nói mình hơn người đàn bà kia khiến thanh huyền rất tự hào hai người chở thằng bé về nhà của bảo long vì không muốn chạm mặt giao linh nên thanh huyền gọi chồng cũ xuống đường đón con bảo long thấy hai mẹ con bước xuống từ xe lạ ken còn nhiệt tình vẫy tay chào người tài xế trông trẻ trung và điển trai thì vô thức đầu mày nhíu chặt thanh huyền dẫn con bước xuống xe hôn lên hai má nó hẹn gặp con yêu vào tuần sau nhé ken vui vẻ hỏi vâng ạ à, chúng ta lại đi chơi cùng chú tú chứ ạ à? thanh huyền xoa đầu thằng bé con thích đi cùng chú tú thế sao vâng ạ à, chú tú có rất nhiều trò vui ạ à? được rồi tuần sau lại cho con đi chơi với chú tú tạm biệt con xong thanh huyền leo lên ghế phụ ngồi cùng với thái tú cô cũng không trực tiếp dẫn con trai vào chỗ chồng cũ Nhìn thấy vợ cũ cười nói vui vẻ với người đàn ông kia khiến cho lòng Bảo Long có chút châm trích khó chịu. Ken vui mừng chạy về phía bố. Con chào bố. Bảo Long đành rời mắt khỏi chiếc ô tô đã lăn bánh từ lâu trên đại lộ. Giang tay ra đón con trai. Con trai của bố. Bảo Long bế con trên tay vừa đi vừa hỏi Han. Này đi chơi có vui không con? Ken rất vô tư nó đáp không một chút kiêng rè với cả mẹ cũng không dặn nó phải giữ bí mật với bố dạ vui lắm bố ạ à. con và chú tú đã cùng nhau dựng lều con còn được ngủ lều đó bố chú tú còn chỉ cho con làm trong chóng nữa bọn con đã làm một cái lều rất đẹp bố ạ à. bảo long cảm thấy không hề vui vẻ khi nghe con trai cứ luôn miệng nhắc đến chú tú nào đó anh ta hỏi chú tú đó là ai thế con Thằng bé hồn nhiên đáp. Dạ à là bạn thân của mẹ ạ.Chú Tú rất thương mẹ và thương con, cái gì chú ấy cũng làm. Chú ấy còn mê piano giống con nữa bố ạ. À? Bảo Long cười khẩy, trong lòng dậy lên những cơn sóng ghen tức. Bạn thân? Làm gì có chuyện bạn thân giữa trai và gái chứ. Ken không nghe rõ bố nó lẩm bẩm gì, nên quay mặt qua hỏi lại. Bố nói gì thế ạ? À? Bảo Long vội giấu đi tâm trạng khó chịu của mình Tươi cười nói với con Không Bố có nói gì đâu Chúng ta vào ăn cơm thôi Cô Giao Linh hôm nay là món gà rán mà con thích đấy Việc vợ cũ có người yêu mới Khiến cho lòng Bảo Long như có gai đâm Suốt mấy ngày liền Cứ bứt rất khó chịu Từ ngày ly hôn với cô đến nay Đã hai tháng Hai người chẳng có liên hệ gì khác ngoài đứa con Anh ta cũng chưa từng nghĩ đến Chuyện tìm hiểu xem vợ cũ dạo này ở đâu Làm gì Cô ấy có ổn không Thế nhưng hôm nay Anh đã theo dõi cô Và giờ thì đang ở dưới cổng khu chung cư của Thanh Huyền Anh chẳng biết cô đang dự tính điều gì Mà không sắm xe riêng Để đi lại Mà lại đi chung xe Với cái tên thanh niên trông trẻ trâu kia Cô đã 35 tuổi rồi Còn vui vẻ ngồi xe mô tô cùng trai trẻ Thật chẳng ra thể thống gì Càng nhìn Bảo Long càng thấy nóng ngực anh thấy anh ta chở Thanh Huyền về Còn không đi luôn Mà còn theo cô vào trong Thì tức điên Ngồi trong xe Bảo Long siết chặt tay vào vô lăng Lòng nhộn nhạo suy nghĩ đến việc Hai người đang cùng nhau lên phòng Và làm chuyện đó với nhau Anh ta đang định xuống xe Đi vào hỏi thăm bảo vệ về Thanh Huyền Thì nhìn thấy ở tầng 3 Có tiếng cười nói của Thanh Huyền Và thanh niên trẻ Anh đứng bám vào cửa ô tô Trong lòng tức giận không thôi ở vị trí của anh có thể nhìn thấy rất rõ hai người họ anh thấy vợ cũ mở cửa nhà tên thanh niên kia cũng mở cửa nhà bên cạnh cô nam quả nữ mà còn ở gần nhà nhau có nghĩ thế nào cũng thấy ám muội bảo long tức tối lên xe đi mất anh ta quên rằng bản thân chỉ là chồng cũ của thanh huyền chẳng có quyền hạn gì mà ghen tuông cả vào cuối tuần thanh huyền như thường lệ lại đến đón con trai đi chơi lần này bấm chuông xong thì bảo long mở cửa rất nhanh cô nghĩ là con trai nên cười rất tươi để chào đón nhưng sau lại trưng hửng nhìn vào mặt tên chồng cũ cô lãnh đảm đáp con trai tôi đâu bảo long nhìn vào trong một cái rồi nói với cô con đang bận dọn đồ chúng ta ra ngoài này nói chuyện với nhau một chút đi tuy chẳng có gì muốn nói với chồng cũ cả nhưng trong lúc đợi con thì cô biến cưỡng đi theo anh ta ra lan can của khu hành lang chung cư để nói chuyện. Thanh Huyệt đứng khoanh tay nhìn xuống đường phố. Có gì em nói nhanh đi, tôi rất bận. Bảo Long nhếch mép cười đáp. Bận? Cô bận hẹn hò với trai trẻ chứ gì? Đã gần U40 rồi, còn cong mông ngồi trên chiếc xe đó. Không thấy bản thân kịch cỡm hả? Cô nên nhớ, cô đã là mẹ một con rồi, nên hành xử sao cho giống một người mẹ. Đừng để con cái xấu hổ, thanh huyền tức đến bật cười cô quắc mắt nhìn anh ta tôi làm gì mà con tôi phải xấu hổ tôi đi cái gì chơi với ai còn cần anh quản sao anh quên mất bản thân mình không còn là chồng tôi nữa rồi à với lại tôi cũng chẳng làm gì để con tôi phải xấu hổ cả bảo long hơi quê mặt nhưng anh ta vẫn cố gắng tìm cách bắt lỗi của thanh huyền cô đã làm mẹ trẻ con rồi cô có thể đón thằng bé đi chơi thăm nó tôi không cản nhưng không nên bày mấy cái trò yêu đương nhắn nhít trước mặt con trẻ thanh huyền lại càng bật cười lớn cô đáp anh nói chuyện không thấy buồn cười à nói tôi sao anh không tự nhìn lại mình tôi là gái độc thân tú là trai không vợ chúng tôi có yêu đương cũng là quang minh chính đại chứ không như anh mèo mả ga đồng với đàn bà khác trong khi tôi vẫn còn sống sờ sờ vẫn danh chính ngôn thuận là vợ anh tôi dẫn ken đi chơi cùng tú chỉ là đi chơi bình thường còn không như anh mượn cớ dẫn con đi chơi để hôn dưới nằm trên cái con đàn bà kia. Bị Thanh Huyền phản pháo, không có một câu nào, không có sát thương, làm mặt mày Bảo Long đỏ lựng. Thanh Huyền chỉ tay vào mặt Bảo Long. "Một lần nữa, tôi nhắc cho anh nhớ, chúng ta ly hôn rồi, cuộc đời ai người ấy sống, đừng xen vào chuyện của nhau nữa." Đúng lúc đó, Ken mở cửa ra, nó thấy bố mẹ căng với nhau thì khá lo, vội vàng gọi lớn bố mẹ hai người nhờ thế mà vội buông vũ khí nhìn về phía con thanh huyền nhếch cười khích bác bảo long một cái nữa rồi tiến về phía con trai đi thôi con yêu hôm nay chú tú sẽ dẫn con đi thả diều đó thích chứ thằng bé ken nghe đến diều thì vui vẻ tít mắt quên luôn cả sự tồn tại của bố nó khi ấy như đã hứa lần này thái tú dẫn hai mẹ con ra ngoài ô thả diều kèn từ bé tới giờ chưa được thả diều bao giờ. Nó chạy nhảy trên đồng cỏ cùng con diều căng gió mà cười tít mắt không thôi. Thanh Huyền ngồi trên thảm vải, chạy đầy đồ ăn tự tay cô làm. Nhận nha uống trà táo đỏ và nhìn Thái Tú chơi đùa cùng con trai. Kể từ hôm Thái Tú bày tỏ tình cảm với cô, thì cô cũng hạn chế nhắc đến Bảo Long trước mặt cậu ấy. Thái Tú nói bản thân là một trai đều, chỉ muốn vui chơi qua đường với phụ nữ nhưng đối với cô cậu ấy rất chân tình và lịch sự hai người ở gần nhà nhau thường cùng đi ăn đi nhậu với nhau nhưng thái tú chưa bao giờ đi quá giới hạn với cô cả trước kia thanh huyền cứ nghĩ rằng cô đối với anh như bạn bè như chị em nhưng gần đây khi ở bên cạnh thái tú thanh huyền lại vô thức nhớ về nụ hôn mãnh liệt đêm đó cô nhớ nó và hình như là đã không dưới ba lần đã muốn chủ động hôn anh thêm lần nữa cuộc sống hiện tại đối với thanh huyền cũng khá ổn cô có công việc có một người yêu cô và có thời gian dành cho con trai có lúc cô đã tự hỏi nếu không thực hiện ước mơ trở thành đầu bếp nổi tiếng thế giới nữa thì sao nhỉ cô có thể ở lại việt nam chấp nhận tình cảm của thái tú đón ken về sống với mình rồi cả ba người sẽ có những ngày tháng bình yên bên cạnh nhau sau hai ngày cuối tuần cùng con chơi đùa thanh huyền cũng cảm thấy hơi mỏi người tối đó cô vừa đau đầu xong chuẩn bị đi ngủ thì có người gõ cửa cô nghĩ là thái tú nhờ việc gì đó nên mở cửa ngay không ngần ngại nhưng không người đứng trước cửa nhà cô lại là chồng cũ trên tay anh ta đang ôm ken thằng bé hình như đang ngủ nó ôm chặt cổ bố thanh huyền ngạc nhiên hỏi sao anh lại ở đây bảo long vừa vỗ lưng con vừa nói nhỏ thằng bé bị ốm nó cứ luôn miệng đòi gặp mẹ nên tôi thanh huyền còn chưa tin lắm nhưng ngay lúc đó ken đã nhúc nhích thằng bé lý nhí nói bố ơi con muốn mẹ con muốn mẹ nghe nói con ốm lại còn đòi gặp mình khiến thanh huyền đau lòng khôn xiết cô mở rộng cửa trải nệm dưới nhà để bảo long đặt con nằm xuống trong khi thanh huyền quan sát hỏi hai đứa trẻ bố nó đứng nhìn ngắm căn nhà mới của vợ so với căn nhà cũ của hai vợ chồng thì căn hộ này thật sự rất bé cũng chẳng có gì tiện nghi cả nghĩ đến việc cô từ bỏ là một tiểu thư lá ngọc cành vàng bây giờ lại sống cuộc đời giản dị thế này khiến bảo long chợt cảm thấy áy náy vô cùng ken nắm chặt tay cô đã chịu ngủ yên thanh huyền lúc này mới nhìn qua chồng cũ anh cho con uống thuốc chưa anh cho rồi ừ thằng bé ngủ rồi để thằng bé ở đây được rồi Anh về đi Ngày mai anh xin phép nhà trường cho thằng bé nghỉ một hôm Bảo Long đáp ừ Nhưng mặt và hành động Lại chẳng giống muốn rời đi một chút nào Ánh mắt kia nhìn về phía vợ cũ đầy luyến tiếc Bỗng trời nổi sấm rền Rồi cơn mưa đêm chút xuống như thác đổ Không nỡ đuổi người về ngay dưới mưa lớn Nên Thanh Huyền đành nói Đóng cửa lại đi Mưa lùa vào làm thằng bé lạnh bây giờ bảo long như bắt được sợi dây thừng giữa lúc trôi sông anh ta nhanh chóng đóng cửa rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh ken phía đối diện với thanh huyền ken hai tay hai bên nắm chặt tay bố và mẹ thằng bé không có lỗi gì cả nhưng lại là người phải chịu tổn thương nhiều nhất trong cuộc hôn nhân bất hạnh này mưa càng lúc càng dày trời càng ngày càng khuya thanh huyền và chồng cũ ngồi mãi cũng mỏi cuối cùng đã nằm xuống cạnh con trai trong bóng tối mờ mờ Bảo Long thao thức và hồi hộp nhìn về phía vợ cũ. Cô đã nhắm nghiền mắt. Có lẽ là đang muốn ngủ rồi. Anh nói khẽ. Cho anh ở lại đêm nay nhé. Cô không lên tiếng. Nhịp thở đã trở nên đều đặn. Anh âm thầm mỉm cười trong đêm. Sửa lại mền cho con và vợ cũ. Anh không ngờ bản thân đã vui vì điều này. Anh đang vui vì được nằm ngủ cạnh vợ và con. Điều mà đáng lẽ anh sẽ không bao giờ đánh mất. Nếu không rơi vào vòng tay của Giao Linh Anh cay đắng nhận ra Bản thân đang hối tiếc Vì đã đánh mất người vợ trước mặt mình Có những điều sai rồi Có thể làm lại Nhưng chỉ có hôn nhân Đã sai thì muôn đời khó sửa Nhất là anh đã làm tổn thương vợ cũ quá nhiều Thành Huyền không ngờ Bản thân lại có thể an tâm mà ngủ Trong khi chồng cũ đã ở bên cạnh suốt đêm Sáng hôm sau Thằng bé Ken đã hết sốt Nên Bảo Long đành đưa con về nhà bảo long đứng trước cửa ôm con và chào tạm biệt vợ cũ cảm ơn em tối qua đã cho anh ở lại cô lạnh lùng đáp không có lần thứ hai sau đó cô vỗ về con trai ken ngoan về nhà với bố nhé mình là đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới nhất định không được khóc không được nhõng nhẽo con biết chưa ken có vẻ không muốn rời khỏi mẹ nhưng mà số phận đã định nên thằng bé đành tiêu nghỉu gật đầu Thanh Huyền cũng đau lòng lắm Khi phải xa cách con Nhưng biết làm sao được Cô hiện tại có nhiều điều cần làm Nếu đèo bòng theo Ken Cô sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của thằng bé Bảo Long vừa định quay lưng trở về Thì chạm mặt ngay Thái Tú mở cửa ra Ba cặp mắt nhìn nhau Trong bất ngờ và lúng túng Ken có vẻ bất ngờ Khi chú Tú của nó ở gần ngay nhà mẹ Nó reo lên Chú Tú, chú là hàng xóm của mẹ cháu ạ. Mặt Thái Tú đang sượng đơ, buồn không kể xiết nhưng vẫn phải gượng cười cùng con trẻ. "Ừ, chào Ken nhé. Sao con lại ở đây?" Ken thật thà thưa, "Tối qua Ken ốm, bố đưa Ken đến ngủ với mẹ ạ." Bảo Long nhìn ra nét mặt hụt hẫng và Ken tuông của Thái Tú thì rất hài lòng. Anh ta cười khẩy, "Rồi bế con đi." Chúng ta về nhà thôi con trai. Trên hành lang, còn lại Thái Tú và Thanh Huyền nhìn nhau. Cô cảm thấy vô cùng khó xử. Cô không hề có ý nối lại tình xưa với chồng. Mọi chuyện chỉ là sự cố. Cô muốn giải thích cho Thái Tú hiểu, nhưng có lẽ anh đã giận cô, lập tức bỏ vào nhà và đóng sầm cửa lại. Thanh Huyền nửa muốn giải thích, nửa lại không. Anh giận cô cũng tốt, vậy thì cô cũng không cảm thấy áy náy khi từ chối tình cảm của anh. Sau đêm ở trong nhà ấy, chồng Cũ bỗng dưng đối xử với cô rất tốt. Anh ta cho người sao thêm nội thất cho cô. Biết cô dị ứng với bụi nên anh ta mua máy lọc không khí cho cô. Khi cô đến đón con đi chơi, anh ta còn chuẩn bị cả trà táo đỏ mà cô thích. Cảm giác được sự thay đổi của chồng cũ, Thanh Huyền không cảm thấy rung động mà chỉ thấy buồn cười. Có không giữ nên mất mới thấy tiếc đó sao? Cả tuần nay thái tú giận cô anh không nói chuyện còn cố ý tránh mặt cô khiến cô có hơi hụt hẫng cuối tuần chỉ có hai mẹ con đi trung tâm thương mại mua sắm với nhau nhìn con trai chơi trong khu vui chơi lại khiến thanh huyền nhớ đến những ngày có thái tú đi cùng anh là người đàn ông lịch sự dịu dàng và tinh tế anh lấy lòng trẻ con rất giỏi ngay cả lòng của cô cũng bị anh lung lay đôi phần đang quan sát con đột nhiên thanh huyền thấy con bé sam sam xuất hiện con bé và con trai cô mừng như người nhà lâu ngày đoàn tụ trông hai đứa bé rất vui cô đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm ngay lúc đó phát hiện giao linh cũng đang đảo mắt tìm kiếm mình hai người phụ nữ ngồi cùng nhau trên một băng ghế cùng theo dõi hai đứa trẻ con đang chơi với nhau thanh huyền mở lời trước để phá vỡ sự yên lặng cô đã về ở cùng anh long rồi nhỉ dù sao cũng cảm ơn cô Đã thay tôi chăm sóc thằng bé Giao Linh nhìn chung Ngoài cái tính giật chồng người ta Thì cô ta cũng là cô gái hiểu chuyện Đứng trước Thanh Huyền Cũng không dám thua môi múa mép Cô ta đáp Em rất thương Ken Em luôn cố gắng chăm sóc thằng bé như con mình Chỉ có điều thằng bé luôn chê rằng Em nấu ăn không ngon bằng mẹ nó Thanh Huyền cười nhạt nói Làm sao mà nấu ngon bằng được Mẹ nó là đầu bếp nhà hàng năm sao kia mà giao linh ngập ngừng một lúc rồi nói dù cho em chẳng có mặt mũi nào đối diện với chị cũng không có tư cách để nói chuyện với chị nhưng em thật lòng vẫn muốn gặp chị một lần và nói lời xin lỗi thanh huyền nhếch mép đáp tôi chẳng cần lời xin lỗi của cô đâu chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả nhưng tôi chỉ muốn nói với cô rằng nếu đã có gan cướp gia đình của người khác thì làm ơn cũng nên có năng lực giữ lấy người đàn ông ấy thật chặt, đừng để anh ta làm loạn nữa. Giao Linh nhìn qua Thanh Huyền, cô ta vẫn chưa hiểu hết ý của Thanh Huyền. Thanh Huyền vẫn giữ phong thái điểm đạm, kiêu kỳ đáp. Chồng cũ của tôi hiện là chồng hờ của cô. Anh ta vẫn thường xuyên nhắn tin với tôi, lại còn mua sắm đồ đạc cho tôi. Tôi cảm thấy điều đó thật sự rất phiền. Tôi sẽ gửi trả lại tất cả về nhà cho hai người. Tôi không thích dính líu đến chồng cũ cô biết đấy, không phải ai cũng có hứng thú với chồng người. thanh huyền nhìn giao linh, ánh mắt đầy ý mỉa mai, sau đó lại dùng đôi mắt thâm tình nhìn cô ta. cô đặt tay lên vai giao linh và nói. nhưng dù sao, tôi vẫn rất cảm ơn vì cô đã thương yêu ken như con trai. thời gian tới, tôi đành phải nhờ cả và cô vậy. theo tôi biết, thì anh long sẽ không làm đám cưới với cô vì sợ làm tổn thương ken. mong cô sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé cho đến khi tôi có thể đến đón nó đi để cô có thể đường đường chính chính làm vợ của long nói xong điều mình cần nói thanh huyền rời đi đầy ngạo nghễ thần thái của kẻ chiến thắng ấy vẫn chưa bao giờ biến mất trên gương mặt xinh đẹp sắc sảo của cô thanh huyền gọi con trai trở về để lại giao linh với muôn cảm giác hỗn độn cuối cùng kẻ thứ ba cũng nếm được mùi vị bị kẻ thứ ba chen vào rồi Thanh Huyền đưa con trai trả về cho Bảo Long Vừa bước vào xe taxi Thì trời lại đổ cơn mưa Cô nghe lòng mình vô cùng thoải mái Nhìn những giọt mưa ngoài cửa sổ Lại thấy cảm giác gì đó Thật tự do Cô chẳng còn căm ghét chồng cũ Cũng thôi suy nghĩ những điều tiêu cực về giao linh Còn nhớ là còn thù Còn ghen là còn yêu Bây giờ đối với Thanh Huyền Cô chẳng còn khó chịu Mỗi khi nhớ về giao linh và Bảo Long nữa Cô đã hoàn toàn hết yêu Bảo Long rồi Cô ghé qua cửa hàng đồ ăn Trung Hoa Gọi một cái lẩu cay Và một chai rượu gạo Trong một ngày mưa thế này Uống chút rượu thì đúng là chuẩn bài Cô rất muốn mời anh hàng xóm đáng yêu của cô Say một bữa Đứng dưới hiên mưa Đôi môi hơi khô lạnh Chợt thèm một cái hôn ẩm ướt Từ người đàn ông nào đó Thành huyền hào hứng gõ cửa nhà thái tú Tay cầm sẵn lẩu và rượu Nhưng người mở cửa Lại khiến cho nụ cười cô Nhanh chóng bị tắt ngấm một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang cuốn khăn tắm ra mở cửa cô gái cau mày hỏi chị tìm ai ạ à? đúng lúc đó thanh huyền thấy thái tú đi ra từ nhà tắm chị quấn sơ sài ở thân dưới một chiếc khăn thanh huyền bối rối xấu hổ và đau lòng lẫn lộn cô vội vàng cúi đầu xin lỗi à xin lỗi cô tôi nhầm nhà nói xong cô vội quay lưng bỏ đi thật nhanh cô không dám vào nhà mình ngay vì sợ cô gái kia sẽ phát hiện ra cô cũng ở nhà bên cạnh cô không muốn làm đảo lộn mối quan hệ của thái tú thanh huyền đứng nấp ở góc hành lang một lúc lâu rồi mới về nhà mình rõ ràng là môi cô đang cười nhưng sau lòng lại đau đến vậy rượu nồng càng uống càng cay cô chẳng thấy nó ngon một chút nào nhưng lại không thể dừng uống cô biết mình và thái tú không thể nên đôi cậu ấy là trai tân còn là một người con trai đào hoa còn cô là một thiếu phụ một con hai người nhìn sao cũng chẳng tương xứng cô biết rồi thái tú phải có người yêu cậu ta sẽ yêu và cưới người phụ nữ nào đó làm vợ vậy nhưng cô vẫn đau lòng nhớ đến cậu ta đã từng dịu dàng với mình ra sao nhớ đến những ngày mưa cậu ấy đã che chở cho cô chăm sóc cho cô khi đau ốm đau nhớ những đêm tan làm mỏi mệt lại thấy cậu tươi cười đứng đợi vừa thấy hạnh phúc lại vừa thấy đau lòng chính cô đang đùa giớn với tình yêu của cậu ỉ vào việc cậu thương cô mà luôn thử thách lòng kiên nhẫn của cậu vậy mà giờ cô lại giận cậu ư thanh huyền tự cười mình tự thấy mình là một người phụ nữ tham lam trời bên ngoài vẫn mưa lớn trong căn hộ nhỏ có một người ôm trái tim cô đơn mà khóc đến ngạt thở như lời đã nói với giao linh mấy ngày sau thanh huyền đã thuê người mang trả tất cả những thứ đồ mà bảo long đã mua cho cô cô cũng tránh mặt thái tú mặc cho cậu ta có vẻ muốn tiếp chuyện để giải thích về sự việc hôm trước thanh huyền từ chối cảm thấy việc đó chẳng cần thiết sau khi nghĩ lại cặn kẽ cô đã vì rung động nhất thời với thái tú mà suýt bỏ lỡ giấc mơ của mình rồi cô nhất định phải kiên trì theo đuổi giấc mơ phải trở thành người mẹ tuyệt vời của con trai mới được thanh huyền trả lại phòng sắp xếp xin visa và chuẩn bị cho hành trình du lịch vòng quanh thế giới của mình đến lúc cô ngồi lên máy bay rồi thì chồng cũ và thái tú mới biết được thông tin thái tú cũng vì ghen với việc thanh huyền đã để bảo long ở lại qua đêm nên mới làm mình làm mẩy với cô trong lúc ghen tức đã phát sinh tình một đêm với một cô gái trong quán bar anh và cô ta vốn chẳng có tình cảm gì với nhau cả nhưng anh không ngờ đó là lần cuối cùng anh được gặp Thanh Huyền. Bảo Long khi thấy hình ảnh vé máy bay của Thanh Huyền hiện trên trang cá nhân của cô cũng vô cùng bất ngờ. Anh gọi cho cô nhưng đã không còn liên lạc được. Kiểm tra tin nhắn thì anh thấy để lại cho anh vỏn vẹn mấy chữ. Hãy chăm sóc Ken thật tốt cho đến khi tôi quay về. Thái Tú thì chẳng khác nào phát điên. Cậu ta chạy ra sân bay vừa khóc vừa điên cuồng tìm Thanh Huyền nhưng muộn rồi cô ấy đã đi thậm chí còn chẳng để lại lời nào cho cậu cả thanh huyền đi du lịch các nước trên thế giới đến những nhà hàng nổi tiếng nhất thế giới để ăn uống và học tập làm những món ăn chứa danh cô cập nhật rất đều đặn trên trang cá nhân của mình về những nơi đi qua những món ăn mà cô đã thưởng thức cô và con trai luôn giữ liên lạc qua mạng xã hội thằng bé nhìn thấy mẹ chụp ảnh với các đầu bếp nổi tiếng Nấu những món ăn mới lạ và đẹp mắt Thì vô cùng tự hào Lúc nào Nó cũng khoe với bạn là mẹ nó rất giỏi Là đầu bếp nổi tiếng thế giới Trang cá nhân của Thanh Huyền Nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm Của bạn bè quốc tế Cô chưa chính thức làm đầu bếp Nhưng đã có khá khá nhà hàng nổi tiếng Muốn mời cô về làm Thanh Huyền cũng đến những quán cà phê ngon nhất thế giới Để thực hiện đúng ước mơ của mình Và của ai đó Mà cô đã từng có tình cảm cuộc sống của người phụ nữ thành công vô cùng tự do và hạnh phúc thanh huyền là hình mẫu người phụ nữ hiện đại mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn trở thành một lần cô đăng tấm hình một đĩa mì ý sốt kem ở một bãi biển có hoàng hôn thật đẹp kèm với dòng trạng thái tôi dường như đã tìm thấy nhà của mình ở đây một bãi biển vô cùng đẹp thuộc nam mỹ khí hậu ôn hòa nhiều món ăn địa phương hấp dẫn và cô còn có cơ hội học nghề từ một vị đầu bếp nổi tiếng thế giới đang thực hiện một chuyến công tác dài ngày ở đây cô tình cờ gặp được ông và sau khi nói chuyện thì ông đã đồng ý cho cô đồng hành cùng mình thanh huyền đi thực hiện công việc học hỏi vị đầu bếp kia khi rảnh rỗi cô lại nhận làm đầu bếp bán thời gian cho một nhà hàng địa phương ở gần biển cô vừa xinh đẹp vừa nấu ăn ngon lại còn giao tiếp tốt với khách du lịch nên có rất nhiều người tìm đến người ta đăng ảnh cô lên trang cá nhân tiếng lành đồn xa dần dần thanh huyền trở nên nổi tiếng với biệt danh nữ đầu bếp xinh đẹp năm sao vào một đêm nọ khi món ăn cuối cùng đã được nấu xong thanh huyền tháo tạp dề và chuẩn bị ra về lúc này đột nhiên phục vụ chạy vào mặt mũi hoang mang nói chị ơi khánh nói với tôi thức ăn có vị rất lạ họ muốn gặp đầu bếp ạ à? thanh huyền cau mày hỏi vị lạ sao họ ăn món gì là món cơm ôm hải sản của chị ạ à. thanh huyền nghĩ mãi không ra sao lại có vị lạ được nguyên liệu của chúng ta luôn tươi sống mà nói xong cô vội vàng đi ra ngoài tìm gặp vị khách đó cảng tiến gần bàn của người đàn ông ngồi xa nhất ngoài bãi biển trước nhà hàng lòng thanh huyền lại cảm thấy xốn sao. dáng người cao giáo kia bờ vai rộng kia khiến thanh huyền nhớ đến một người mà cô đã muốn quên từ lâu thưa anh thanh huyền ngập ngừng cất lời người đàn ông nghe thấy cô gọi cũng không vội quay nhìn cô sợ mình nhận nhầm người nên vẫn nói bằng tiếng anh với anh ta tôi là đầu bếp của nhà hàng không biết anh gặp vấn đề gì về món ăn ạ à? lúc này thái tú mới quay mặt qua nhìn cô anh mỉm cười đôi mắt đã vận đỏ em đã nêm gì vào trong cơm vậy anh càng ăn vào lại càng thấy nhớ em thanh huyền bật cười thái tú đứng lên rồi ôm chầm lấy cô lúc này cô lại không tự chủ được mà bật khóc thanh huyền từ ngày đi khỏi việt nam đã không còn liên lạc với thái tú nữa anh có nhắn tin cô cũng không trả lời nhưng anh vẫn luôn dõi theo cô anh không biết cô ở đâu nên phải xem từng hình ảnh của cô hễ cô chụp ảnh ở thành phố nào thì anh lại đặt vé máy bay đi đến thành phố đó tìm cô nhưng đã hơn nửa năm qua đi anh luôn bỏ lỡ cô có những khi cả hai đã đi lướt qua nhau mà không hề hay biết lần này khi biết cô sẽ ở lại nơi này thật lâu anh hạnh phúc đến phát điên bằng cách hỏi thăm thật nhiều người tra tất cả các nguồn thông tin trên mạng cuối cùng anh cũng đã tìm gặp được cô người phụ nữ đã cướp mất trái tim của một trai hư là anh thái tú và thanh tuyền cùng ngồi bên nhau trên bãi cát hai người cùng uống bia cùng nhìn từng đợt sóng xô vào bãi cát trắng phau thái tú lâu lâu lại nhìn thanh huyền rồi mỉm cười thanh huyền thì rất thư thái cô chỉ chăm chú nhìn vào biển đêm lấp lánh đèn tàu sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế hả thái tú cười đáp vì anh sợ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ em không biết anh đã tìm em cực khổ thế nào đâu thanh huyền cười tủm tỉm ai bảo cậu đi tìm tôi đâu đúng là không biết lượng sức mình cậu cứ ở nhà phát triển cà phê của cậu rồi cười lấy cô vợ mà cậu yêu đó chẳng phải đơn giản hơn sao thái tú chậm chậm đưa tay qua nắm lấy tay thanh huyền cái gì dễ có thì lại không quý hơn nữa trái tim này đã bị em cướp mất rồi cả đời này sẽ không thể yêu ai khác ngoài em thanh huyền trề môi cô gạt tay thái tú ra nhưng cậu ấy đã nắm rất chặt khiến cô không thể buông ra thanh huyền nói miệng lưỡi đàn ông thật không thể tin được Bất ngờ Thái Tú đứng lên Rồi kéo cô cục đứng dậy Cô loạn choạng suýt ngã May mà cậu ấy đã ôm giữ eo cô Thái Tú nhìn cô Ánh mắt đầy thâm tình Cô nhìn anh nỗi nhớ mong Và tình yêu bao lâu ấp ủ Cũng không thể giấu giếm nữa Bất ngờ cậu quỳ dưới chân cô Thái Tú nắm chặt tay cô rồi nói Huyền à Anh yêu em Làm bạn gái của anh nhé Anh không muốn hứa xuông những lời chọn đời chọn kiếp anh chỉ muốn từ nay dùng hành động của mình để em biết rằng thái tú này yêu em đến nhường nào dẫu cho em không còn xinh đẹp dẫu cho em trở thành bà cụ nhăn nheo, ngồi một chỗ thì anh vẫn yêu em thanh huyền đã rơm rớm nước mắt cô cười nói được rồi anh thu em có năm tuổi mà làm như em già lắm vậy em tin là anh sẽ trở thành ông già nhăn nheo, ngồi một chỗ trước cả em đấy đổ ngốc thái tú vui mừng đứng lên ôm chầm lấy Thanh Huyền. Anh hạnh phúc đến bật khóc. Cuối cùng sau bao khó khăn thì anh cũng tìm thấy được người phụ nữ mà anh muốn che chở cả đời rồi. Bên bờ biển đêm đó, sóng biển lăn tăn nhưng sóng tỉnh rào rạt. Có một đôi tình nhân hôn nhau triền miên. Họ cuốn quyết bên nhau, mặc cho gió biển bên cạnh ảo ảo, thổi. Mặc cho đất cát dưới chân trở nên hỗn loạn. Dẫu cho họ từng là kẻ rơi vào tận cùng của bế tắc Từng nếm trải những tổn thương sâu thẳm nhất, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn tin và yêu đời, yêu người thêm một lần nữa. Trong thế giới rộng lớn này, đừng lo bản thân không tìm thấy hạnh phúc, sẽ có một nửa kia đang chờ bạn, chỉ là họ đến hơi chậm trễ một chút thôi. Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Cẩm Vân trong suốt bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.